Nhằm nghe được mà. Dạ anh chị nào thuận lợi cái bật mic giao lưu ha. Dạ chạy bộ thì chúng ta chăm sóc sức khỏe thể chất này, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội anh chị, nên việc giao lưu cùng với nhau á, nghe giọng nói thôi là đôi khi anh chị thấy khỏe. Cái này là thiệt nha anh chị, đôi khi mình nghe giọng thôi là mình nghe giọng một cái người mà mình quý mến thôi, đúng không, là mình đã thấy khỏe, hay do nghe giọng con người thôi. Ví dụ như anh Em chị ở chào ngoài thầy đảo, Tân, em chào cả nhà. anh chị không có ai hết, có phải anh chị buồn mà từ 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 sức khỏe anh chị xuống không, nên là giờ chỉ cần nghe giọng một người thôi, cũng chả biết là có quý mến hay không, cũng chả biết là ai, nhưng mà chỉ cần nghe giọng họ thôi là mình khỏe. Nên là nhận thức về sức khỏe anh chị, đó là sức khỏe thể chất, nó chịu tác động của sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội. Anh chị có thể xem lại cái video buổi số 2, đó là về nhận thức về sức khỏe cái nhà, nếu anh chị nào mà chưa xem anh chị xem lại. Tuần đầu tiên, các bài tập của tuần đầu tiên trong chương trình Coach chạy bộ là những bài tập cực kỳ quan trọng, nên là Tân có gửi nguyên cái clip danh sách đó, gọi là danh sách phát anh chị, đó là anh chị xem lại các video của giờ chương trình chạy bộ 21 km trong 21 ngày. Được không cả nhà, anh chị nào mà chưa thường được tham gia Zoom thì nhà mình có thể là mình xem lại video, và dù là xem lại rồi mà mình thấy mình chưa có thấu suốt, mình chưa có rõ thì mình cứ xem lại tiếp, mình nghe lại. Tân cũng hay nghe đi nghe lại một video, Tân nghe đi nghe lại 3 lần anh chị, để khi nào mà mình thua mà mình nói được. Giống như hôm nay Tân nói ngày hôm nay là thực ra là Tân thích cái gì là Tân phải thuộc được cái đó thì Tân mới chuyển giao được tới cấp độ vậy anh chị. Nên chị có mong muốn chuyển giao được không cả nhà, mình có thể mình giúp đỡ được cho gia đình của mình nè, đôi khi những người bạn gần mình nè, cho đồng đội của mình nè, đồng nghiệp của mình nè, công ty nè, tổ chức nè, hay là một cộng đồng, anh chị có thể chia sẻ lại cho họ được không? Có chị nào mong muốn chuyển giao được không? Có anh chị nào mong muốn là mình chuyển giao công thức chạy bộ hay là sức khỏe đến cho những người mình yêu quý không? Các anh chị nào mong muốn cái nhà. Chào Cốt Doãn, chào cả nhà, và Cốt Doãn thuận lợi mở hiện diện giao lưu cùng với cả nhà ha. Có chị đâu rồi, có anh chị nào hỗ trợ rồi, nhà mình có thể mở mic lên để chào nhau đầu giờ ha cả nhà. Anh chị thấy ai hiện diện trên màn hình á, anh chị thấy cười và chào họ được không ạ? Rồi co hết cho chị Hà cái gì hỗ trợ, cũng không cần ghim Tân lên đâu, nếu mà Tân nói thì sẽ hiện diện lên màn hình chính đó, nên cũng không cần ghim Tân lên. Anh chị có thể mở mic lên để chào nhau đầu giờ cả nhà, chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần ha, sức khỏe xã hội ha. Chào Anh anh, chào thầy Tân, chào cả thầy, nhà. chào cả nhà. Em chào thầy Tân, em chào Em cả chào nhà. thầy Tân ạ. Em chào cả nhà. Thầy Tân ơi, vẫn có gửi cái thông tin cho thầy Tân ở bên cái cá nhân của thầy á, thầy xem thử, có thử nếu mà tiện thì thầy xem thử xem. Rồi anh Doãn hôm qua chưa thuận lợi thì hôm nay có giao lưu chia sẻ với nhà mình, và có thể giới thiệu về bản thân để mọi người biết về Cốt Doãn ha. Một số anh chị thì đã biết, nhưng mà một số anh chị khi mới, anh chị chưa phải mentor, anh chị không biết, thì có thể giới thiệu để giao lưu kết nối và chia sẻ cảm nhận về hành trình, chia sẻ ngắn đó, cảm nhận hành trình Cần Thơ thế nào. Em mời Cốt Doãn ha. Chào cả nhà. Thì Dọn rất là biết ơn thầy Tân đã cho Dọn chia cơ hội chia sẻ ngày hôm nay. Thì Dọn giới thiệu cả nhà, Dọn tên thật là Lê Duy Dọn và Dọn đến từ Dĩ An, Bình Dương. Dọn là mentor năm nhà 181. Hôm qua đây, hôm kia là thứ hai thì Dọn và Cốt Phi Long làm ở Iron Week của nâng tầm thể chất người Việt của tổ chức Quýt mình á, thì có hai anh em đồng hành nhau có một cái trải nghiệm là đạp xe đạp từ Dĩ An lên Cần Thơ, và lộ trình nó là dài 198 m và trong chạy liên tục trong vòng 8 tiếng rưỡi đồng hồ cả nhà. Cái bài học đặt ra thì cũng có những cái trải nghiệm khá thú vị cả nhà, do mình chuẩn bị cũng chưa được tốt, ví dụ giống như bánh xe mình bơm chưa được đủ hơi chẳng hạn, thì cũng có những cái bài học tâm đắc ngộ, thì anh em cũng phải thay hết bốn cái ruột xe, cũng mất hết khoảng 2 tiếng mấy đồng hồ. Và đạp xuyên trưa luôn, chỉ nghỉ ngơi ăn cơm xong là trong vòng 10 phút là chạy tiếp tiếp tục, và xuất phát từ Dĩ An là 4 giờ sáng và đến nơi thì khoảng tầm 5 giờ rưỡi, trong đó còn khoảng một thời gian là anh em dừng lại để chụp hình với quay phim hưởng thụ. Thì Doãn chia sẻ với cả nhà về cái hành trình của Doãn và
Họ tên đầy đủ của Dọn là như vậy, thì rất biết ơn là thầy Tân đã cho phép Dọn được đồng hành và gánh vác với các anh chị trong cái lộ trình 21 ngày chạy 21 cây. Thuận duyên thì trong một buổi nào đó được sự sắp xếp với thầy Tân thì Dọn có thể giao lưu với các anh chị trong một vài lộ trình. Rất là biết ơn các anh chị đã hiện diện trong phòng room ngày hôm nay. Điên cốt giảng thì theo lịch trình đó thì thứ năm và ngày mai á chúng ta sẽ giữ về nhịp tim này, và thứ bảy thì về tư thế chạy bộ này, thì nếu mà thuận lợi thì cốt giảng sẽ đứng hai buổi này, chia sẻ cho mình về nhịp tim với tư thế chạy bộ. Thì chắc ưu tiên nhịp tim hay còn tư thế chạy bộ, nếu mà cốt giảng đứng được thì đứng chính hay Ok, thầy biết ơn thầy. Biết ơn anh Doãn. Chia sẻ tí, vì chạy xuống Cần Thơ làm gì, phải chia sẻ đúng không, cái đích đến nó có gì phải chia sẻ nhà mình biết chứ. Chứ tự nhiên khi không đi đạp xe Cần Thì Thơ cây. cũng biết ơn cả nhà thì dọn xuống Cần Thơ thì để giao lưu xưa với là một số anh chị thuộc bên quýt của mình ở tem Cần Thơ, và trong đó thì có gặp gỡ anh Minh Ngọc, mentor ba, và người cũng đã là về nhất giải chạy Thanh Xuân ở trong mentor 4. Thì mục đích ban đầu của tôi dọn là muốn xuống giao lưu với mọi các ní của trong trong tổ chức nhà mình, thì rất là vui cả nhà. Sau khi xuống đó giao lưu xong thì sáng thì anh em cũng hẹn ra nhau ra công viên sông sông Hậu và cũng giao lưu, tăng khởi động giãn cơ và cũng chạy với nhau vài cây số, hạnh phúc lắm cả nhà. Mọi người rất là nhuận tâm và chứa đựng. Ngày xưa gặp nhau là giao lưu vài ly, còn bây giờ gặp nhau là sao cả nhà, là giao lưu vài cây Giao số lưu vài cây số uống đi. cà Bây phê. Cà giờ phê mình có phong cách là gặp nhau là giao lưu gì, uống nước Nhưng ép mà cái mà được cây lời, cái nữa là được ôm nhiều người lắm. Mà ôm thôi được thôi đừng cái chuyện ôm nữa, thấy mấy thằng mấy anh ôm nhau không, chị Dương đâu chị Dương chỉ ngồi chỉ cười không à, thằng mấy anh ôm nhau không. Anh chị thấy video. Đúng là chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Nên là trong thể thao hay lắm anh chị, là một cái nơi mà chúng ta thể hiện được con người chúng ta này, thêm được cảm xúc này, và chúng ta chiến thắng được bản thân mình khi mà chúng ta vượt qua được giới hạn anh chị. Khi đâu đó có nhiều người họ có thể họ tự ti về ngoại hình của họ, tự ti về năng lực của họ chẳng hạn trong cuộc sống, nhưng mà đôi khi họ đến với thể thao thôi, họ sẽ phát hiện được cái con người phi thường của họ bên trong. Và thực ra vậy này cả nhà, đó là ghi nhớ còn yếu tân ha, ai cũng đều đã có sẵn năng lực để chạy được 21 km hết cả nhà, và những anh chị hiện diện trong này cũng vậy ha. Và chúng ta đã có cái nhân là chúng ta cái nhân về sức khỏe rồi, và chúng ta có cái nhân là chúng ta chạy bộ được, và cái nhân đôi khi của anh chị là cái nhân chạy marathon á, chứ không phải 21 km đâu, 21 km chỉ là nửa đường thôi, và anh chị đã có sẵn năng lực để mình chinh phục được rồi cả nhà. Nên là gì ạ? Nên là anh chị chỉ cần có thêm đâu đó là một tí xíu về công thức đúng không ạ, về hỗ trợ một số cái về sức khỏe thể chất này, mình hay nói sức khỏe thể chất cho cái tinh thần và khái niệm nguồn thôi, thì nhà mình sẽ làm được. Rồi anh chị đã tin mình hoàn thành được 21 km cả nhà, thì cốt doãn của chúng ta cũng ban đầu cũng là có gặp vấn nạn về sức khỏe này. Và nếu mà anh chị coi hình nhanh chị vào Facebook thì sẽ thấy là cũng là một người như làm văn phòng thôi, cũng cũng khá là mập nên chị, có bụng nữa, nhưng bây giờ thì có cái thân hình rất đẹp không. Và cốt đoạn đã là người vô địch giải chạy về Thanh Xuân 2024, với tổng km hình như là hơn 5.500 km trong vòng 5 tháng. Anh chị tính ra khoảng tầm bao nhiêu km một ngày cả nhà, hơn 5.500 km trong vòng 5 tháng thì tính ra một ngày khoảng bao nhiêu km anh chị? Anh chị thử bấm máy tính coi. Con chị nào tính xong chưa? 5.500 km chia cho 5 tháng anh chị thì một ngày khoảng tầm bao nhiêu km à? Bao nhiêu cả nhà? Anh chị nào ra số chưa? Anh chị nào ra số thì có thể còn bên chat ha, hoặc nhà mình có thể mở mic lên để nhầm đọc con số tương đối thôi cả nhà, tương đối thôi, thì một ngày là khoảng bao nhiêu km? Khoảng 37 km đó thầy. Khoảng 37 km một ngày ha, cũng gần tương đương một cái marathon một ngày đó anh chị đó.
Thì bình thường cốt trợ nó bắt đầu thì cũng không chạy được đâu, hoặc là chạy thì cũng mệt như mọi người thôi, nhưng mà luyện tập dần á thì càng ngày chạy càng khỏe, càng ngày chạy càng sướng à, hay là càng ngày chạy càng đã, thì có phải là sức khỏe vượt trội hơn không cả nhà? À, thì anh chị thân tin ở đây anh chị đều có thể chất rất vượt trội, và sắp tới nếu mà anh chị tham gia các giải chạy như chạy về Thanh Xuân này kia chẳng hạn, thì thân tin là trong nhóm sẽ có người nhận giải. À, thân tin là trong nhóm sẽ có người nhận giải đối với các anh chị mentor 6 này. À. Dạ, biết ơn cả nhà. Thì đó là cốt doãn ha, giao lưu đầu giờ với cả nhà để biết là trong chương trình chúng ta có cốt hỗ trợ cho các anh chị, và có cốt Phi Long đó. Dạ, anh Phi Long cũng là chân chạy rất cừ anh chị, à, sức khỏe người sắt ha, làm Phi Long chạy 100 km liên tục từ Bến Tre qua Cần Thơ hồi đầu năm. Còn mới đây thì hai anh lại đạp xe từ Bình Dương xuống Cần Thơ đó, một những cái trải nghiệm rất thú vị ha cả nhà. Dạ, bên cả nhà thì đầu giờ biết là hôm nay có anh chị nào mới tham gia không nhỉ? Dạ thì hôm nay có tin vui thì cũng chia sẻ cùng nhà mình ha. Thì đây là chương trình thử thách, nên chương trình thử thách lúc mà chúng ta hoàn thành á thì anh chị biết mình nhận được quà gì đúng không cả nhà? Bất kỳ anh chị nào tham gia chương trình thử thách mà anh chị hoàn thành được 21 km thì, và nhớ là cũng phải hỏi điều kiện anh chị, đó là mình phải làm bài tập ha, mình phải chạy bộ theo giáo án anh chị, đúng giáo án ha, khoảng 80% thì anh chị sẽ có những phần quà của chương trình. Nhắc lại tí xíu ha, để anh chị nhớ là mình có quà gì, nhờ anh chị note lại hoặc là anh chị ghi chép lại giúp ha, chứ không sau lại anh chị lại quên mất thì nó uổng. À. Dạ, đó là quà chương trình ha cả nhà. Và có quà tặng thêm thì cốt Doãn là anh Doãn á, dạ là có treo giải thưởng, đó là giá treo huy chương, để từng chúng ta từng vô để mình xô tí xíu à, giá treo huy chương toàn bộ ha Đâu mà chị em cả nhà. Dạ, giá treo huy chương chạy bộ rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp ha cả nhà, sẽ dành tặng cho ba anh chị, đợi tí xíu ha. Dạ, sẽ dành tặng cho ba anh chị hoàn thành 21 km và có câu chuyện hiện thực được nhiều người bình chọn. Nhà mình nắm được không? Nhà mình nắm mấy này giúp em ha. Và nhớ là làm bài tập đầu khóa này, chúng ta có bài tập đầu khóa ha, sẽ coi bài tập đầu khóa và cuối khóa của anh chị để anh chị đủ điều kiện ha cả nhà. Dạ, Tân xin phép Tân xe cái giải thưởng để nhà mình coi ha. Đây. Đây ha cả nhà. Đây, đây chính là cái giá treo huy chương là nó như vậy nè. À, làm nó như là cái này nè cả nhà, để mình chạy mình có huy chương á, cái gì mình mát vô. Nhà có nào mà mình chưa có giá treo không? Có anh chị nào ở đây mình chưa có giá treo mà muốn có giá treo nè. Thấy đã không? Em chưa có thầy ơi. À, thấy đã không? Dạ. Dạ, xin phép ha. Nhờ không biết chị Hà có thuận lợi không, có xe con hết á, nhờ anh chị hỗ trợ quản trị giúp Tân với ha. Bảy Dạ. À. Rồi thì ở đây giải thưởng này á thì chúng ta có là giá treo nha, còn huy chương là anh chị chạy anh chị gắn vô nghe, chứ không có tặng huy chương, tặng giấy chứng nhận thôi. Còn tương lai mà có điều kiện nữa thì có thể là sẽ có huy chương đó, nhưng mà giờ chưa. Với lại chưa đủ số lượng đông anh chị nên là chưa có đạt huy chương, chứ cũng muốn là có huy chương lắm anh chị. Sau này nếu mà chúng ta phát triển cộng đồng lớn hơn á, thì sẽ có huy chương cho các anh chị về đích nè. Dạ thì giá trị huy chương này sẽ dành 3 phần quà gửi đến các anh chị hoàn thành 21 km và có câu chuyện chỉ hiện thực được nhiều người bình chọn, nhiều người trong nhóm nha, chúng ta tính trong nhóm, chúng ta tính trong nhóm chắc là trong nhóm K07 thôi, Tình không có đưa vô nhóm cốt đâu. Bây giờ là bình chọn trong K07 là chúng ta chạy với nhau, chúng ta biết nhau thì anh chị sẽ bình chọn cho nhau, và cốt không được bình chọn, anh chị bình chọn cho nhau nghe, và cốt không được bình chọn. Tân này, anh Long này, anh Doãn không được bình chọn, nên là anh chị có thể vote cho mình hoặc anh chị có thể vote cho người khác, mỗi người được một vote được không cả nhà? Thì bây giờ từ đây tới tới cái ngày đó đó thì anh chị hãy tạo lập mối quan hệ đi cả nhà. Mình vào mình chia sẻ bài tập của mình đúng không, mình khích lệ động viên, mình giao lưu, mình kết nối anh chị, làm sao đó anh chị làm miễn sao tới cuối cùng anh chị có được nhiều bình chọn nhất được không? Có anh chị nào, có anh chị nào hiện nắm được ở đây không, mình tự tin là mình rinh giải này không cả nhà? Có anh chị nào tự tin không? Nếu anh chị nào tự tin anh chị comment giúp con số 1 đi ạ. Bởi vì khóa vừa rồi hình như mọi người không có hiểu rõ luật chơi sao á,
khóa rồi Tân tạo bình chọn lên xong không ai bình chọn luôn, hình như là mỗi người tính là bình chọn cho mình nhưng mà ngại không bình chọn nên là không ai bình chọn luôn cả nhà. Mà trong khi đó chỉ cần nhấp vào mình một cái thôi, là bởi vì đã nói là bạn không cần phải xuất sắc nhất, bạn chỉ cần gì, bạn chỉ cần đôi khi bạn chỉ cần làm người thông minh thôi, tại không ai mình chọn vô là mình có thôi, mà trong khi đó ngại rồi xong cái giải đó để lại tiếp. Ừ, thì khóa K07 thì tôi muốn anh chị rõ được cái luật chơi đến chị làm ha, thì anh chị cứ canh làm sao anh chị chỉ cần gì lọt vô top 3 là được, có thể bình chọn cho mình cũng được hoặc là có thể bình chọn cho người khác cũng được, không có ngại nghe. Tốt không bình chọn anh chị rồi nên chỉ có 3 giải. Và các bay sơ lưu ý các anh chị mà đã tốt nghiệp á thì anh chị gia nhập team bay sơ á, thì trong team bay sơ cũng có giải cho anh chị, đó là những anh chị hỗ trợ, nhớ nha anh chị là những bay sơ hỗ trợ và được cái được được các đồng đội này bình chọn. À, Tân sẽ báo anh chị nào là bay sơ của khóa này ha, anh chị là bay sơ khóa này thì anh chị sẽ có kết nối với Tân, Tân sẽ báo để các anh chị biết, thì anh chị sẽ bình chọn cho anh chị bay sơ đó là về hỗ trợ này, về thực hiện, bởi vì cũng phải luyện tập cho anh chị và mức độ hỗ trợ, và mình thấy là à người này hỗ trợ tốt thì bay sơ cũng sẽ có một giải hay cả nhà, được không ạ? À, mình có 4 giải ha, rồi thì bên cạnh đó thì chúng ta có một giải bình luận trên YouTube. À, cái video của anh chị sẽ được đưa lên YouTube ha cả nhà. Thì giải YouTube sẽ được trao vào đầu khai giảng của khóa K08, bởi vì cần cái thời gian để cho anh chị bình chọn nữa. À, để chị chuyển thực nữa thì tới ra không tới khai giảng á, thì anh chị sẽ được nhận quà. À, thì anh chị có thể nhận được 2 món luôn á, nếu mà anh chị đã nhận ở trên Zalo rồi thì anh chị nếu mà làm YouTube tốt anh chị cũng có thể nhận thêm ha, được không? Nhà mình thấy vậy phải like không cả nhà, có giải YouTube ha, bình luận nhiều bao nhiêu biết, nhưng mà một người chỉ tính là một vote thôi, một bình luận thôi, anh chị có thể kêu gọi bà con, chồng con, vợ con, ba mẹ gì đó vô bình luận cho mình được không cả nhà? Nắm được không, là chúng ta có mấy giải rồi cả nhà, 5 giải đúng không ạ? 5 giải rồi, 5 giải giá trị huy chương rồi, thì sẽ còn, nếu mà còn nữa thì có đề xuất anh giảm thì có thể hỗ trợ tặng cho các cốt, ví dụ cốt phi long này, những anh chị mà hỗ trợ hoặc là mấy các anh chị bên Master Tami Dung á, và hỗ trợ để tặng các anh chị để vừa là kỷ niệm ha, vừa là giải công gánh vác cho các anh chị. Rồi chúng ta có 7 giải cả nhà, K07 có 7 giải giá trị huy chương. Ở nhà mình thấy nhìn lại lần nữa thấy đẹp không, mãi tuổi 20 ha, khỏe thể chất mạnh tinh thần, trời ơi có huy chương về cái treo vô ha, được không ạ? Rồi tự tin đúng không? À, đó là giải của cốt doãn ha, và tin vui hôm nay á, thì cũng chia sẻ cùng với các anh chị, thì hôm giờ á, cũng bên bên giày thì cũng có các anh chị đặt giày. À, đặt giày thì Tân cũng liên kết bên giày đặt cho anh chị thôi, nhưng bên giày họ cũng có báo là cũng có một khoản nhỏ hoa hồng thì quy ra giày luôn. Dạ quy ra giày luôn thì sẽ có một đôi giày sẽ dành tặng cho K07 được không cả nhà? À, có một đôi giày dành tặng K07 thì khoảng gần 1 triệu anh chị, đôi giày sẽ Guja Speed ha, là đôi cao cấp nhất của Guja. À, thì anh chị sẽ được nhận đôi giày, có thêm giày thì anh chị giày giày bộ nha, mình nên ưu tiên chọn giày nó có sắc màu tí, nó có màu sắc tí, nó nổi bật tí để lúc mà chạy chụp hình lên rất là đẹp, nên anh chị đã có giày thì anh chị cứ thêm một đôi nữa, thích không cả nhà, cứ thêm một Ấy thầy, sao đó. mà K07 này nhiều giải thưởng quá vậy? À, cái giải giày này không, cái giải giày này dành cho cả anh chị mới và anh chị bay sơ luôn ha, thì cái giải giày này cả nhà thì là sẽ là treo giải trên Facebook. À, chúng ta có đủ hết anh chị, bởi vì Tân đang muốn là anh chị đôi khi anh chị có hiện thực rất ngon nhưng anh chị không biết quảng bá thì rất là uổng, không biết quảng bá cực kỳ uổng luôn, bởi vì mình có công thức mà sao nhiều người họ chưa làm được, tại sao mình không chia sẻ cho họ, đúng không? Thì cái giải giày này sẽ là người có chia gọi là người quảng bá trên Facebook tốt nhất, và Tân sẽ là người đánh giá, được không cả nhà? Thì Tân sẽ xem anh chị thao tác, anh chị đăng bài, anh chị nhớ kết nối với Tân nghe, để Tân vô Tân xem Facebook anh chị nghe, anh chị cập nhật cái quá trình chạy của anh chị sao, anh chị chuyển lực như thế nào, và Tân sẽ xem cái độ mà đón nhận của giống như là bên bạn bè của anh chị á, được không anh chị? Và giải này sẽ được trao vào khai giảng. À, giải này thì Tân xin phép là Tân sẽ là người đánh giá dựa trên công thức của anh chị viết bài Facebook hả? À, Tân sẽ đánh giá giải này và sẽ trao cho người xứng đáng nhất, đó là có câu chuyện chỉ hiện thực, và đâu đó anh chị kết nối được nhiều người họ có thể chạy bộ được như anh chị chính là thành công, được không cả nhà?
một đôi giày ha, một đôi giày Goya Beats trị giá khoảng gần 1 triệu nha các nhà, được không? Các anh chị nào thích có thêm giày không, comment số 2 giúp với nè. Dạ thì cũng biết ơn các anh chị đã đặt giày, thì bên giày họ cũng có hút, nói chung là họ cũng có một phần quà gửi tặng đến nhà mình, thì nếu mà tốt vậy đó thì cứ K08 lại có thêm giày tiếp thôi cả nhà. Dạ. anh chị biết ơn anh chị đã đặt giày. À, thì đó là những phần quà của chương trình nhà mình nắm được không, nãy giờ anh chị ghi lại chưa, để tới lúc mà cuối tổng kết đó, các cốt biết để gửi quà cho mình nha. Giải giày này nè thì không phân biệt là mới cũ gì hết á, anh chị mới anh chị cũ gì đều đều được hết cả nhà, thì tân tính trên cái lượt tương tác với anh chị hiện thực này, và cả số lượng mà người mà được chị được giống như họ họ nhận được hiện thực các anh chị á, họ đăng ký thì gọi là nhân mạch á, tân sẽ đánh giá ra một số cái tiêu chí đó được không, và trao giải giải YouTube và giải Facebook á, sẽ được trao vào khai giảng của khóa mới, sẽ vinh danh anh chị luôn, lúc đó trời ơi có bạn của mình tham gia nó mình được nhận quà nữa. Nhưng mà sẽ công bố trước ha, chốt khoảng 12 giờ, 12 giờ ngày chủ nhật, 12 giờ ngày chủ nhật chốt hai giải YouTube và Facebook ha. Chốt 12 giờ ngày chủ nhật để tối chủ nhật đó thì chúng ta công bố luôn ha cả nhà. Được không ạ? À? Nhà mình thấy quà sao có thêm mở mic lên chia sẻ cảm nhận sao cả nhà, có K07 này đặc biệt Quá đặc biệt luôn thầy ạ. ha. Ừ. Chứ đợt giờ đâu có đâu, phải gì giàu Đợt tầm. rồi không có, với lại có lẽ là không biết đợt trước thì em không có vào khóa từ đầu á, từ đầu khóa. Nên là em cũng không biết là từ đầu cái thể lệ thầy ra và treo những cái giải thưởng nó như nào em cũng không biết, nhưng mà mãi sau Cái vô giải mà người vẫn đang nhận là giải giải của chương trình, còn cái này là giải phát sinh của các cốt này, thấy cốt thì gạn cũng hào phóng quá, thế là em cũng dạ cũng muốn góp thêm chương trình là cả nhà, cái này là giải của cốt nha, vậy giải của chương trình nha, giá trao huy chương em gạn này, giải chương trình này, và còn một giải nữa cả nhà, đó là ba anh chị hoàn thành nhanh nhất 21 km, K07 thôi nha, K07 thôi, sẽ được nhận ba cuốn sách, đó là ba cuốn sách là tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Đại Văn Hào người Nhật Bản hôm qua có chia sẻ cái nha, gửi tặng anh chị luôn ha. Ghi lại giùm em quà cái được thôi chưa, quá rồi thầy ơi. Sẵn thầy nữa thầy hả, thầy cực thầy mình thầy luôn. nhá, thầy ấy dùng cái bạn đợt cái giải huy chương của K06, thầy gửi cái thông tin để chắc À rồi có rồi, tính kêu gửi gửi mà quên. Dạ qua chị đi Thủy rồi ha, em gửi cho thông tin chị Thủy. dẫn Dạ. liên hệ mấy bạn kêu mấy bạn gửi quà cho bạn đó. Dạ Với dạ là cái dọn có cái thông tin của đợt này ở khu vực miền Nam thì dọn sẽ lập cái team chạy ở khu vực đó đó, thầy thường thuận duyên thì có thể chia sẻ với mọi người, đây là thường niên luôn nhé thầy, và trong này thì hiện tạm thời team này là của về bên quýt mình, các ní có thể là gặp nhau và giao lưu luôn, Đây hả, chia ở sẻ cái dọn mới gửi qua cho thầy Tấn á, quận 9. Vinh quận 9 hả? Ở Vinh quận 9 đúng không? Em gửi Đúng thông rồi. tin nhóm hay. Vậy là cái nhà thì chúng ta đang có hiện tại á, chủ nhật, anh để chủ nhật chưa vậy? Chủ nhật hàng tuần luôn thưa thầy Tân ơi, chủ nhật hàng tuần, tuần nào cũng vậy. Tại anh mỗi sáng à, mỗi sáng cần rồi. À, ở điểm cầu ở miền Nam á thì chúng ta sẽ có tụ chúng ở Vinhome Grand Bắc hả, cuối tuần chủ nhật ha. Dạ chủ nhật thì anh chị sắp xếp được thì tham gia, nhưng mà chắc cũng nhờ cốt giảng sắp xếp một buổi hỗ trợ ở Sala nhỉ, hoặc là có anh chị nào mà không gánh vác được á, thì tụ chúng ở Sala thì trung tâm hơn, tại một số anh chị thì đôi khi anh chị ở tích đầu bên kia mà qua bên Vinh thì xa quá. À, thì anh chị cứ yên tâm là sẽ tuần thứ hai, cuối tuần thứ hai và cuối tuần thứ ba sẽ có, sẽ sắp xếp để nhà mình tụ chúng để chạy luôn 21 km. À, cả nhà. Rồi anh chị nào mà thuận lợi ở dưới dưới mà cái khúc mà Thủ Đức á, thì anh chị có thể là tụ về dưới Vinh, Vinhome Grand Bắc ha, để anh chị chạy cùng với cốt Doãn. Anh chị nào ở khu vực Bình Dương á, thì anh chị sẽ tụ về trung tâm thể chất Bình Dương, ở đó có cốt Phi Long này, có anh Thắng này và có chị Liễu để hỗ trợ cho các anh chị bên trung tâm thể chất á, sẽ hỗ trợ cho mình chạy. Và sắp tới trung tâm thể chất sẽ có những chương trình cuối tuần rất là thú vị dành cho nhà mình, và anh chị tham gia thì có ca tặng áo nữa, áo nâng tầm thể chất đó cả nhà. Thì anh chị nào mà ở Sài Gòn hay miền Nam thì anh chị lợi thế khá là nhiều ha, nên là Tân cũng đang muốn hỗ trợ các anh chị ở miền Bắc, anh chị ở miền Trung á, thì sẽ đặt áo để tặng các anh chị, đến chị có áo nâng tầm thể chất ha. Dạ thì anh chị có thể gầy dựng cái nhóm chạy ở nơi khu vực đó và cho Tân hay, thì chúng ta cứ lấy cái giáo án này mình đi nhân bản thôi. Dạ, cái giáo án có rồi anh chị cứ lấy, anh chị chuyển giao và nó có hiện thực hết rồi anh chị.
anh chị cứ làm đúng công thức, anh chị làm đúng, anh chị có khái niệm nguồn, anh chị chuyển giao được thôi. Anh chị nào muốn được hỗ trợ thì có thể inbox cho Tân hoặc các coach để phát triển ở các cái điểm chạy như là Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt nè, Hà Nội, rồi Hải Phòng. Anh chị có thể gì ạ, cùng chúng lại cùng với nhau thì cho Tân hay ha, sẽ có thể sẽ gì ạ, sẽ hỗ trợ áo cho các anh chị đồng cả nhà. Dạ, tại mình cũng đang Ok. hướng đến chương trình của đề án 641, anh chị đã nâng tầm thể chất người Việt, 10 triệu người Việt chạy bộ được 21 km và bơi được 2 km. Hiện tại thì đâu đó có khoảng tầm 1 triệu người thôi. Không biết là tới 1 triệu chưa nữa, thì số lượng vẫn đang khá là nhỏ so với dân số của Việt Nam mình. Nên là dự án đề án đang muốn phát triển để nhiều người Việt khỏe chạy bộ được nè, khỏe mạnh hơn, thì có phải là một đất nước anh chị mà khỏe mạnh hơn thì có thể cái năng lực của đất nước đó cũng sẽ được phát huy không cả nhà. Dạ, thì đó, nên là chúng ta đang cùng chung tay thực hiện, thì rất mong anh chị sẽ gì ạ, vừa vừa làm vừa thực hiện, vừa chạy vừa chiến hiện thực thôi. Nên là Tân treo giải trên YouTube, treo giải trên Facebook đó, để anh chị gì ạ, anh chị chú trọng hơn về cái phần chiến hiện thực. Đôi khi mình làm được rồi đó thì mình chuyển cho họ, đơn giản là vậy thôi. Và từ từ tự nhiên bản thân mình sẽ có một cái giá trị. Đôi khi mình nhiều anh chị thấy là không biết là mình có giá trị gì, thì anh chị có thể đến với thể thao, thì nơi đó sẽ gì ạ, anh chị làm đi, anh chị thấy mình thực ra mình giỏi lắm, anh chị mình sẽ rất là giá trị, có rất nhiều giá trị để mình có thể trao đi cả nhà. Dạ, biết ơn cả nhà. Nắm hay có anh chị nào mà kịp nốt lại gửi lên nhóm giúp Tân về các phần quà và các điều kiện của chúng ta ha. Dạ, rồi cả nhà, nhưng mà nhớ làm bài tập đầu khóa, anh chị nào không làm bài tập đầu khóa là đánh rớt ngay từ vòng dưới xe ha. Bài tập đầu khóa là gì thì nếu mà chưa thì quay lại buổi khai giảng để xem bài tập đầu khóa là gì. Chúng ta có 2 bài tập đó, thì anh chị mà không hoàn thành bài tập đầu khóa thì rớt từ vòng dưới xe ha, không không cần phải xét nữa, được không cả nhà? Nên nếu anh chị nào chưa làm thì tranh thủ làm ha. Dạ, biết ơn cả nhà. Được. Ngon cả nhà. Dạ ngon không, giờ nhà mình nãy giờ nghe nghe gì đó thấy ngon không? Bật bích lên cho vài dòng cảm nhận ha. Ngon cả nhà. Quá tuyệt vời đấy. Rồi, Tuyệt vời này ạ. Tuyệt có vời lắm ạ. quá tuyệt vời. ngon cả nhà. Rồi, ngon Ngon. ngon rồi, phải nói ngon, hào hứng anh chị, Quá. hào hứng là Tân biết anh chị tương đồng tần số là gì, có hiện thực lắm. Dạ, nên cả nhà thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập đó là hít thở anh chị, hít thở đúng cách ha, hít thở đúng cách. Rồi, trước giờ nhà mình đang hít thở như thế nào cả nhà, mà tại sao chúng ta cần hít thở đúng cách, trước giờ anh chị đang hít thở như thế nào? Quan trọng lắm anh chị, đôi khi mình không có nhiều cái nó thành thói quen mình không để ý luôn á, những cái nó rất là bình thường với cuộc sống này. Anh chị đã biết uống nước đúng cách chưa? Nhà đã biết uống nước đúng cách chưa? Anh chị đã biết 4 ly nước quan trọng trong ngày chưa? Có anh chị nào chưa biết không? Hỏi thiệt nha, có anh chị nào chưa biết 4 ly nước quan trọng trong ngày không? Nếu mà chưa anh chị comment số 0 giúp Tân với ha, để Tân biết, để Tân hỗ trợ các anh chị sẽ có công thức gửi các anh chị, đến chị xem và làm theo. Nếu mà chưa biết ha, thì cứ comment bình thường anh chị. Rồi, anh chị đã biết tắm đúng cách chưa? Đã biết tắm đúng cách chưa? Anh chị thấy là có những câu chuyện nó phát sinh từ những cái thói quen rất bình thường của chúng ta đúng không, nhưng mà mình không để ý anh chị, từ việc uống nước, từ việc tắm, từ việc ăn, thì cái việc hít thở cũng vậy đúng không ạ? Theo anh chị là anh chị gọi là gì ta, theo anh chị là anh chị cuộc đời anh chị dài bao lâu, mấy năm? Theo anh chị là cuộc đời anh chị dài bao lâu ạ? Có ai cho Tân biết là anh chị cứ comment ở ô chat ha. Anh chị nghĩ là anh chị cuộc đời anh chị dài bao lâu? Dài bao lâu cả nhà? 89 chục năm gì đó thầy. 80 năm hả? Rồi có anh chị khác. Dạ, chào chị Hương. Chào anh, chào cả nhà ha. Dạ, có anh chị, theo anh chị cuộc đời của anh chị dài bao lâu? Cái chia sẻ cả nhà, cái chia sẻ bật mic cũng được, anh chị comment vô chat cũng được, Tân đang theo dõi ha. Dạ bao lâu cả nhà?
Nhiều khi hỏi những câu hỏi bình thường nhưng mà nhà mình không cứ muốn làm những cái cho lớn, cái nhỏ nhà mình này chưa có nóng, nên là cái sức khỏe anh chị nó đến từ những thói quen hàng ngày. À, cuộc đời của mình á, nó dài chỉ bằng một hơi thở thôi, anh chị biết điều đó không? Cuộc đời của chúng ta chỉ dài bằng một hơi thở thôi, có phải anh chị chỉ cần tắt hơi thở đó là anh chị tắt không? Đôi khi mình nghĩ là mình sống đúng không ạ, trong tuổi 90 tuổi này kia, nhưng mà nó dài bằng một hơi thở thôi cả nhà. Mình tắt cái hơi thở đó là anh chị tắt luôn, nên là cái việc thở thì rất là quan trọng. Mình có thể gì à, nhịn ăn, có thể nhịn uống được vài ngày đúng không, nhưng mình không nhịn thở được. Nhưng bao nhiêu người đang biết thở đúng cách, bao nhiêu người đang biết thở đúng cách cả nhà, đúng không? Nên là hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về hơi thở, để mình hôm nay mình biết thở đúng cách ha cả nhà. Và trước khi đến với thở thì Tân sẽ chia sẻ anh chị về công thức này để anh chị biết là tại sao anh chị chạy thấy mệt, được không? Thì Tân xin phép chia sẻ một cái đồ hình, không biết là anh chị nào mà mới mà hôm nay mình nhìn đồ hình này thấy lạ không? Đây chính là một đồ hình gọi là cấu trúc con người, một tri thức của bên nhà Phật ha anh chị. Cấu trúc con người, và đã là con người anh chị thì đây là một tri thức tuyệt quý mà nhà mình cần phải biết. Còn nếu như anh chị chưa biết làm sao hết, hôm nay anh chị xem trước. Thì ở trong này anh chị nói về cấu trúc con người á, thì mình hôm nay mình không có nói về nội tâm, hôm nay mình nói về lớp thân thôi. Cấu trúc con người nó gồm có gì ạ? Lớp tâm này, lớp tánh này, lớp tình, và đây chính là lớp thân. Thì hôm nay xin phép chỉ nói về lớp thân thôi ha. Còn anh chị nào muốn hiểu về lớp tâm hay nội tâm á, thì sắp tới sẽ có khóa Một giờ đã Hà ơi. thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Dạ, thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui, anh chị có tìm hiểu về chúng, tìm hiểu về bản thân mình, tìm hiểu về gì ạ? Cấu trúc con người, tìm hiểu về chính bản thân mình, quay bên trong để mình tìm hiểu, được không cả nhà? Và anh chị, nếu mà anh chị hiểu về thấu hiểu nội tâm thì sức khỏe tinh thần anh chị tăng lên khủng khiếp, anh chị có tinh thần an vui, anh chị chạy bộ ngon lắm. Nên là vận động mà không an vui nó chính là lao động, vận động mà không an vui chính là lao động. Vận động mà không an vui chính là lao động nghe. Nên chúng ta có tinh thần an vui, trân trọng biết ơn, tức là hiểu nội tâm anh chị chạy rất nhẹ nhàng. Nên tại sao nhiều người họ tập chỉ 2 tháng thôi mà họ chạy họ thi được Ironman đúng không? Và có nhiều anh chị tại sao này, tại sao 21 ngày anh chị chạy được 21 km, đôi khi anh chị đâu giải thích được đâu, nhưng mà Tân giải thích được. Đó là không chỉ sức khỏe thể chất anh chị đâu, nếu mà nói về sức khỏe thể chất á, anh chị sẽ thấy rất lâu. Nhưng nếu mà anh chị hiểu về sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội thì trong nhóm anh chị thực ra Tân đang đưa về sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội cho nhà mình á. Nên anh chị chạy được trong 21 ngày, anh chị chạy được 21 km á anh chị, đúng không? Nhiều anh chị nếu mà không không biết công thức thì có phải rất lâu anh chị mới chạy được 21 km không? Thì đó chính là sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội. Thì anh chị hiểu về chính mình này, hiểu về bản thân mình này, hiểu về cấu trúc con người này, anh chị nâng được sức khỏe tinh thần, anh chị chạy cực kỳ tốt. Và Tân vẫn thường hay nghe nội tâm khi mà Tân chạy bộ. Dạ, thì đó có chia sẻ nhà mình ha. Thì mình sẽ hôm nay mình nói về lớp thân, chúng ta có lớp tâm, lớp tánh, lớp tình và có lớp thân này. Lớp thân bao ngoài có gì? Thân tứ đại, thân tứ đại có đất, nước, khí, lửa và có điện từ anh chị, và có điện từ thì hay gọi là thân tứ đại, hay gọi là thân tứ đại cái nha, thân tứ đại. Ngũ đại duyên hợp, để tôi lấy tờ giấy mới, và là ngũ đại duyên hợp anh chị. Ngũ đại có bát đại duyên hợp anh chị, bát đại là có tâm tánh tình á, nhưng mà hôm nay thì chúng ta nói về ngũ đại duyên hợp thôi. Đúng. Chắc nhờ tờ giấy mới. Ngũ đại duyên hợp ha, đó là năm yếu tố tạo nên ấy giá, năm yếu tố tạo nên con người anh chị. Mình hiểu về con người của mình lúc này mình làm tốt lắm. Ngũ đại duyên hợp ha, ngũ đại duyên hợp. Và nhà mình thuận lợi thì anh chị cứ ghi lại ha. Ngũ đại duyên hợp. Rồi, ngũ đại duyên hợp chúng ta có gì ạ? À? Chúng ta có đây nè anh chị, chúng ta có gì? Chúng ta có đất, nước, khí, lửa và điện từ. Cái vòng ngoài này xanh đỏ này anh chị, nó chính là điện từ đó cả nhà. Đất, nước, khí, lửa và có điện từ. Anh chị ghi lại ha, đất này. Rồi Tân sẽ giải thích anh chị những thành phần này nằm ở đâu. Nước này, khí này, lửa này và điện từ.
Rồi, đây chính là cấu tạo nên cơ thể con người anh chị, cái thân con người. Đất, cơ thể chúng ta có phải là được cấu thành từ đất không? Phải nha. Anh chị có nghe không? Có phải cơ thể chúng ta được cấu thành từ đất không? Nếu anh chị nào bên công giáo thì có cái câu gì nổi tiếng thế này, có cái câu gì hay nghe. Có anh chị là bên công giáo không? Có anh chị là bên công giáo không? Nhờ mình mở mic ha, có anh chị là bên công giáo không? Giao lưu tí xíu. Có anh chị là công giáo à? Thì có câu gì cả nhà? Có câu gì bên công giáo hay hay nói à? Không có anh chị là bên công giáo hả? Có không? Hoặc anh chị comment cũng được. Có câu gì cả nhà? Liên quan tới. Không phải. Nói gì ạ? À, hay nói là con người từ tro bụi sẽ về lại với bụi tro, đúng không? Có phải lúc mà hóa mẹ anh chị hóa thiêu xong thì chúng ta còn cái gì? Hóa thiêu xong chúng ta còn cái gì cái này? Một người khi hóa thiêu xong đó thì còn cái gì ạ? Cái nhà một người khi hóa thiêu xong thì còn cái gì ạ? Dạ thì đó có phải đất không? À, có phải đất không anh chị? Nên con người chúng ta anh chị được cấu thành từ đất, nên anh chị quan sát này, có phải những cái dinh dưỡng chúng ta nạp vào cơ thể nó đến từ đất không? Anh chị quan sát được không? Những dinh dưỡng chúng ta nạp vào nó đều đến từ đất. Lúa gì nữa, đậu, thịt, theo anh chị ăn thịt thịt heo đi, anh chị nghĩ nó đến từ đất không? Gà, bò. À, anh chị giao lưu, anh chị bật mic đi cả nhà. Khúc này nếu mà mình lạ quá mình cứ giao lưu, mình nghi vấn mình cứ giao lưu được không cả nhà? Rồi, heo gà bò tại sao tin nó đến từ đất? Vì mấy Cây là cái mình con biết đến vật nó từ ăn thức ăn. mà sao động vật lại đến từ đất? Dạ sao cả nhà? Con chị nào chia sẻ đây không? Đừng nói là gì ạ? Chúng ta bởi vì cơ thể chúng ta cấu thành từ đất nên chúng ta nạp những cái dinh dưỡng đó nó đều đến từ đất để nó nuôi cái thân đất của mình này. Anh chị biết điều đó không? Mở mic đi, mở mic đi, giao lưu tí xíu. Bây giờ hỏi nè, rồi heo gà bò có liên quan gì đến đất? Có mấy cái con đấy nó lại ăn cỏ ăn cây đó thầy. À hay quá, ăn cỏ ăn cây đúng không, lại cũng từ Vâng. đất, mọc từ đất rồi nó lại ăn, nên là cái động vật ăn thịt đó, động vật ăn thịt thì sao, thì nó cũng ra, thực ra nó ăn từ những con mà nó ăn thực vật, và những con ăn thực vật thì có phải nó cũng đến từ đất không? Vậy dinh dưỡng anh thì đến từ đất và nó nuôi cơ thể mình, nên con hay nói là gì ạ? Con người được cấu thành từ đất, cấu thành từ đất nên dinh dưỡng cũng từ đất nuôi con người. Và anh chị nếu anh chị nào, bởi vì bây giờ anh chị biết này, thân chúng ta được cấu thành từ đất nên anh chị chạy bộ mà cảm thấy nặng nề, đó chính là anh chị đang chạy bằng thể đất. Anh chị chạy bộ mà đang cảm thấy nặng nề là mình đang chạy bằng thể đất ha. Rồi tôi nói tiếp về, tôi sẽ giải thích tiếp tục hai cái nha, dinh dưỡng ha. Rồi có nào hôm nay mới cho anh chị không? Nước thì chắc khỏi bàn rồi, 70% cơ thể chúng ta là nước và não bộ nó chiếm về 80% là nước, đúng không? Đúng không? Cái này chắc khỏi bàn ha. Nước thì chắc không cần bàn nữa rồi, bởi vì cơ thể chúng ta gì ạ? Cấu thành từ nước. 70% cơ thể chúng ta là nước và 80% não bộ chúng ta từ nước. Và anh chị có nghe về thông điệp của nước không? Có anh chị nào nghe về thông điệp của nước không? Các anh chị nào có nghe về Nghe rồi ạ. nước? Dạ. Hay không? Hay không? Hay hay sao? Là khi cho nước nghe những cái âm thanh ánh sáng nó hướng đến cái điều tích cực ấy thầy, thì đến lúc nó kết tinh thì cái tinh thể của nó rất là đẹp đó thầy. Có đúng Dạ. cái bài đấy không ạ? Đúng rồi. Thì một cái nghiên cứu đó thì mà nổi tiếng toàn thế giới mà đúng đó cả nhà. Nên là cái nguồn năng lượng của chúng ta nó ảnh hưởng đến cái nước trong cơ thể chúng ta. À anh chị biết rồi. Nên cái việc mà tinh thần chúng ta này, cái nghiên cứu đó chỉ nói là đặt hai cái bức hình nha, đặt hai cái ly nước trước hai bức hình, đặt ly nước trước bức hình nha, không nói gì nha. Một bức hình là của mẹ Teresa và một bức hình của Hitler, đối lập đúng không cả nhà? Thì sau đó họ lấy cái nước đó ra, họ đi đóng băng và họ soi chiếu trên kính hiển vi, thì họ thấy gì ạ? Cái nước mà trước bức hình của mẹ Teresa thì
rất là đẹp vì mẹ Teresa là một người giàu tình yêu thương. Tinh thể nước rất đẹp như những bông tuyết, nhưng mà dạ, nước trước hình Hitler là bị vỡ hết mà nó xấu xí lắm. Thì anh chị hình dung này, cái hình thôi đó mà nó có năng lượng như vậy đó. Thì đến cái lời nói, cái suy nghĩ của mình nếu như nó là tích cực thì sao, mà nó tiêu cực thì anh chị nó còn khủng khiếp hơn vậy nữa. Nên việc anh chị mà cái tinh thần anh chị mà nó xấu thôi, nên lúc chạy bộ tại sao phải nói là tinh thần anh chị an vui, anh chị chỉ cần dạy có tinh thần là anh chị đang nghĩ là nó khó, là chạy bộ là khó lắm, mệt lắm, thì anh chị đã thất bại ngay từ đầu anh chị bước ra chạy rồi. Nhìn hình đúng không, nó thay đổi cả cái gì ạ, cái tế bào bên trong cơ thể mình anh chị, nên chỉ cần suy nghĩ thôi nó đã tạo ra năng lượng rồi. Nên anh chị phải gì ạ, tôi mới nói anh chị tại sao nội tâm anh chị thấu hiểu nội tâm nó quan trọng lắm, anh chị nâng được cái tần số rung động lên, anh chị hiểu gì ạ, an vui và trân trọng biết ơn thì lúc này anh chị sẽ khỏe. Một người chỉ cần có gì ạ, cái sức khỏe tinh thần thôi là đã khỏe rồi, chưa cần phải tập thể dục, chỉ cần gì hết mà sức khỏe tinh thần thì đã khỏe. Nên tại sao học nội tâm xong mà khỏe là vậy đó, mà một người chuyển hóa toàn diện là vậy đó anh chị. Anh chị thấy đặc biệt không, hôm nay anh chị hiểu nha, đây chỉ là một cái nhỏ thôi, như cái nhà chưa nhiều đâu, nhưng mà chỉ một cái nhỏ thôi anh chị thấy nước nó quan trọng vậy đó anh chị. À nước hen. Rồi anh chị nào mà thấy cái video thông điệp của nước á, anh chị gửi lên nhóm ha cả nhà, anh chị gửi lên nhóm giúp Tâm ha, để anh chị nếu mà anh chị chưa biết á, anh chị có thể nghe để anh chị thấy là cái sức mạnh của nước nó khủng khiếp như thế nào, được không cả nhà. Nước, khí, khí nè, khí chính là hơi thở nè anh chị, khí chính là hơi thở này. Oh, khí là hơi thở, nên là gì ạ? À, việc mà chúng ta chạy bằng thể khí anh chị nó sẽ rất là nhẹ. Anh chị nào chạy bằng thể đất đó, rất nặng, anh chị chạy bằng thể khí nó rất là nhẹ. Nó giống như này, anh chị quăng một cục đất xuống nước, anh chị quăng một cục đất xuống nước thì có cục đất nó chìm không, nhưng anh chị quăng một gì ạ, một quả bong bóng xuống nước thì có phải lúc này quả bong bóng nó nổi không, hay đơn giản thôi đó câu chuyện tại sao con thuyền nó nổi được trên nước, tại sao con thuyền rất là nặng hàng nghìn tấn tại sao nó nổi được trên nước, có phải là trong con thuyền nó có những cái khoang để nó có chứa khí không để nó nổi. Cũng có thể một cái cục sắt như vậy, cũng số lượng cũng cái cân nặng như vậy, nhưng mà bên trong cái cục sắt đó nó không có khoang để nó chứa khí thì có phải nó chìm không, nhưng cũng cùng số ký đó, nhưng mà con tàu nó thiết kế có khoang nó chứa khí thì con tàu nó nổi. Anh chị hình dung được điều nào không, hình dung được đâu cái nhà, anh chị hình dung được comment HD đang biết đó ha. Anh chị nào đang nghe thì hình dung được còn mấy HD đang biết là cùng một số ký tương đương, nhưng gì ạ, nhưng mà một cái là không có khoang chứa khí, một cục nguyên tảng cái đó thả xuống nước nó chìm đúng không ạ, còn con thuyền sao, cũng số ký tương đương như con thuyền, nó thiết kế có khoang chứa khí đúng không. Anh chị nào mà xem phim Titanic là chắc anh chị thấy con tàu khổng lồ đó rồi, nặng khủng khiếp mà chị, nhưng mà nó vẫn nổi bởi vì nó có chứa khí. À nên lúc mà xuống bơi á, học bơi anh chị không phải là anh chị học kỹ thuật mà chính là quản trị về dạng nội tâm anh chị trước. Quản trị nội tâm anh chị trước, bởi vì người biết bơi anh chị họ chỉ cần thả lỏng, họ hít thở họ đã nổi rồi, còn người không biết bơi á làm cái gì cũng chìm hết á, bởi vì lúc này anh chị không có giữ được dạ, anh chị không giữ được khí bên trong người của mình, nên cái khí rất là quan trọng đó nha. Nên anh chị chạy bằng thể đất và chạy bằng thể khí là khác biệt nhau. Và trước giờ anh chị đang chạy rất nặng nề thì đó là chạy bằng thể đất, giống như anh Kỳ đi, anh nói là anh chạy nặng thì anh đang chạy bằng thể đất, nhưng nếu anh chị chạy được bằng thể khí thì rất là nhẹ. À chạy bằng thể khí rất là nhẹ cả nhà. Nên anh chị bơi mà anh chị biết cách hít thở thôi, anh chị biết cách hít thở thôi nha, làm gì đã nổi rồi, anh chị bơi rất ngon. Còn anh chị nào mà bơi bằng thể đất á, cực kỳ nặng luôn, trong chạy bộ cũng vậy cả nhà, em mình đã hình dung được chỗ này không. Nên chạy bằng thể đất và chạy bằng thể khí là khác nhau. À, nên khi mình biết cách hít thở thì nó giống như này, mình tạo cơ thể mình thành một, giống như thành một cái gọi là gì, thông khí đi, thì khí nó đi vào cơ thể mình biến thành thể khí rồi thì có phải rất nhẹ nhàng không, và bàn chân mình cực kỳ nhẹ. À, thì hôm nay học về hít thở. Hôm nay học về hít thở được không, cái nhà đang học nè, được không, rồi có muốn chuyển cơ thể mình thành thể khí không, thì đương nhiên cần phải luyện tập cái nhà để mình cảm nhận nè. Anh chị giúp Tân là ghi từ cảm nhận thể khí, cảm nhận thể khí, khí không có nhìn được anh chị, chỉ có cảm nhận thôi, khí chỉ có cảm nhận thể khí thôi, không nhìn được anh chị. Đất thì nhìn được đó, nhưng mà khí mà đâu nhìn được đó không, cảm nhận thể khí bên trong cơ thể mình. À, biến cơ thể mình thành dạ, thể khí thì lúc này rất là nhẹ nhàng, và kết hợp nữa dạ, những động tác gì dạ, bài tập về tư thế chạy bộ nữa thì lúc này anh chị chạy cực kỳ nhẹ luôn.
À, nên anh chị không thể hình dung tại là 21 ngày chạy được 21 km, bởi vì Tân đã chuyển giao về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội, về dạ, thể khí anh chị. À, nên anh chị trong thời gian ngắn thôi anh chị có thể chạy được. À, nên chị hơn anh chị nắm công thức đi, rồi sau đó chị chuyển giao cho người khác, họ có thể làm được nha anh chị. Và anh chị bơi vậy thôi, anh chị làm chủ được nội tâm của mình rồi ha, quản lý được nội tâm ha. Anh chị biết gì ạ? Phần thể khí nữa thì lúc này anh chị bơi cực kỳ ngon. Trong thời gian ngắn thôi anh chị có thể bơi được 2 km, 5 km, 10 km, và có gì hiện tại anh chị 5 ngày thôi họ bơi được 5 km, 10 km, 5 ngày thôi anh chị. Chỉ cần 3 đến 5 lần xuống nước thôi là đã bơi được 3 đến 5 km. Bởi vì lúc này họ bơi bằng thể khí anh chị. Và nếu như chị nào bơi nữa thì sẽ nói về thể khí anh chị ha. Bởi vì anh chị không biết á, anh chị chỉ cần bị tán khí thôi. Lúc anh chị bơi mà anh chị tán khí một cái thôi là anh chị sẽ bị chìm. Ừ. Mình đang bơi mà tự nhiên mình hụt chân một cái, mình tán khí một cái là anh chị bị chìm vào uống nước ngay. Nên việc mà giữ thể khí lúc bơi cực kỳ quan trọng. Dạ, ở cả nhà nên có nhiều cái hôm nay thú vị với nhà mình không? Nếu như anh chị chưa thì hôm nay anh chị đã biết về ngũ đại duyên hợp rồi đó. À, thì mình sẽ thay đổi nhận thức về sức khỏe mình luôn cái này, để mình biết chăm sóc sức khỏe mình tốt hơn, chứ không đơn thuần là chạy bộ đó anh chị. Chạy bộ là một phần của sức khỏe thôi, khỏe để chạy chứ không phải chúng ta chạy để khỏe nha cái này. Lửa là hơi ấm, lửa đó chính là hơi ấm, lửa là hơi ấm đúng không, chúng ta có nhiệt độ đúng không. Và điện từ, à điện từ thì cơ thể chúng ta có điện anh chị, có điện nghe, cơ thể chúng ta có điện á, nên là anh chị lúc mà anh chị mặc đồ, đặc biệt là mùa lạnh mùa đông á, thì có phải lúc này nó tạo ra những cái tia gọi là nó hút không, những cái tia thế cơ thể mình có điện từ anh chị. À, đây chính là ngũ đại liên hợp đất nước khí lửa và điện để vậy. Chúng ta sẽ tập trung làm sao để chúng ta chạy bằng thể khí nha anh chị. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập về khí. Thì khi nói về khí này, khi nói về khí anh chị giúp đỡ Tân này. Nói về từ khí thì anh chị có những cái từ nào mà ghép về từ khí mình hay nghe, anh chị có thể chia sẻ cho Tân ghi ra đây ha. Có những từ nào mà ghép với từ khí mà mình hay nghe đó nha, anh chị có thể chia sẻ để Tân ghi ra ha. Anh chị comment ô chat hay cả nhà, hoặc là anh chị thuận lợi cứ bật mic đọc đọc lên cũng được ha. Có từ nào mà liên quan tới từ khí mình hay nghe anh chị cứ chia sẻ ha, Tân sẽ ghi ra đây ha. Từ ghép với từ khí, từ ghép với từ khí, rồi từ ghép từ khí ha, Tân sẽ ghi đây để anh chị thấy thấy khí nó đặc biệt thế nào. Khí hải ha, khí hải, không khí, anh chị cứ comment đi cả nhà, có từ gì mà liên quan tới từ khí. Khí huyết, khí hậu, à, cái gì khí cũng được, chẳng cần phải khí, khí cái gì ha, mà cái gì khí cũng được, khí thế mà. Còn gì nữa không, có từ gì mà ghép cái từ khí không, từ khí đứng trước đứng sau đều được nha, nhưng mà là từ ghép. Còn gì không, còn từ nào liên quan từ khí anh chị đọc cũng được ha. Còn gì nữa cả nhà, không khí rồi, không khí rồi nè, khí thế rồi nè, à, yếm khí hiếu khí hả, khí nén, khí công, rồi gì nữa, khí nén ha, gì nữa cả nhà, trời ơi nhiều, còn gì nữa không, còn gì nữa không, còn gì không cả nhà. Khí tài, có nghe khí tài không, một đất nước có khí tài là sao, một đất nước có khí tài là sao. Là một đất nước hùng mạnh đó anh chị, đó là về quân sự á. Rồi gì nữa, phụ nữ mấy chất thì sao, cái chí khí thì sao. Trời ơi ở nhà mình khí nhiều mà, cái nhà khí thế. Dũng khí, ui là trời, còn không, còn khí không, còn gì không, còn gì không, nào cho vài từ khí thế nào, còn gì không, phụ nữ mà có khí chất nghe thấy sao, chị em mà nghe mình khen có khí chất thì có phải là một phụ nữ vừa có sự gì à? Vừa có sự mạnh mẽ, à vừa có trí tuệ mà vừa có gì à?
khi có cái sự thông minh đó đúng không, khí phách nè, thì khách khí nè đúng không, khí phách nè, trời ơi quá trời khí luôn, hào khí nè, ồ hào khí, hào khí gì, hào khí đông gì, đông a, quá trời khí rồi, nhiều rồi ha. Rồi, từ đến phần đời còn lại nhớ khí ha. Thì anh chị nhìn nguyên một cái loạt này này, anh chị thấy có điều gì liên quan đến những từ khí này không, có gì liên quan tới từ khí, những từ khí này không, anh chị thấy điều gì không, có điều gì đặc biệt không, có cái nghe những cái này nè, khí hải là sao, khí hải, hải là biển, khí hải là một đại dương khí, một biển khí, không khí, khí quyển, có phải là rất là rộng lớn không, khí hậu lớn không, khí thế, khí công, khí nén, khí tài, khí chất. Trời ơi, ta nói nghe từ khí thôi là mình thấy cái sự mạnh mẽ không? Nghe từ khí thôi là cái thấy, thấy cái sự mạnh mẽ không? Nên cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí. Anh chị lưu này lại ha. Giúp tên lưu này lại ha. Cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí. Không phải một người có cơ bắp mới là khỏe. Mà một người có khí là một người có sức mạnh. Nếu như có cơ bắp thì làm mạnh thêm thôi. Được không ạ? Nên anh chị chỉ cần nhận khí thôi là anh chị đã có sức mạnh rồi, chứ không phải là mình nghĩ là cơ bắp mới mạnh. Nên là cái cả một người phụ nữ anh chị chỉ cần có khí thôi là người đó đã có sức mạnh. Cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí, lưu lại này ha, cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí, cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí, nên từ khí anh chị nó mạnh lắm. Anh chị nhận được khí một cái thôi là anh chị có sức mạnh, nên chị có thể nhận được khí, anh chị có thể bê được một người có gấp đôi gấp ba trọng lượng cơ thể của mình. Anh chị chỉ cần vận khí, ví dụ bình thường mình vậy này, anh chị thử luôn ha, lát anh chị tập tập bài thở, anh chị tập khí rồi xong anh chị thử ha, về lúc bình thường mình bê một cái bịch gạo 25 kg không nổi không, bây giờ anh chị vận khí vô ngay khoảnh khắc đó, anh chị nén khí là anh chị bê thử rồi hôm sau cho đáp án, hoặc là tối nay anh chị đặc biệt là hay nghĩ các chị hơi yếu, các chị về các chị bê chồng đi, các chị bê chồng, các chị quăng lên giường ta nào thử ấy, bình thường nghĩ bê ông nổi bây giờ đâu. Nhưng mà nhớ ngã ra phải có cái thế nghe. Anh này em bế anh lên giường cho anh coi. Trời ơi làm một cái thôi, có phải là bây giờ mình muốn gì ông muốn cho không? Mình muốn đi học, mình muốn chạy bộ, bởi vì mình khỏe, mình chuyển hóa thì ông cho. Đúng không? Nên cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí, nên không phải đàn ông mới khỏe thì mà phụ nữ chỉ cần nhận khí thôi là đã mạnh, nhưng nếu có cơ bắp thì mạnh hơn. Nếu như có cơ bắp nữa thì sao? Thì nó chuyển khí tốt hơn thì mạnh hơn. Được không? Thấy mình khỏe chưa? Hôm nay nếu mà nhận được khí là thấy mình khỏe chưa? Nên mình nói anh chị này, nếu anh chị nào chưa tham gia thay gân đổi cốt thì anh chị hãy tham gia vào khóa thay gân đổi cốt của anh chị. Trong đó anh chị chi tiết hơn về khí. Tân hôm nay Tân chỉ nói sơ bộ thôi. Tân sẽ xin phép gửi link anh chị ha. Anh chị tham gia vào thay gân đổi cốt đi. Sẽ chi tiết hơn, anh chị tham gia 21 ngày thay gân đổi cốt. 21 ngày thôi anh chị. Và nhiều hiện thực lắm như cô Bỉ này, cô Thoa này. Rồi không tin được đâu anh chị. U60 rồi. U60 rồi anh chị, thay gân đổi cốt học một khóa hai khóa xong bước ra chạy 21 km, mà chắc cô Bỉ thì anh chị nghe rồi, biết cái cô gì không, xoay không dưới trục 11 giờ 12 giờ đồng hồ liên tục, trong khi mình xoay có 30 phút tí mình mệt à, mà các cô xoay được 11 giờ 12 giờ liên tục anh chị đó, anh chị thấy khỏe không? Và trẻ nha, mà bắt đầu trẻ hóa dần nhanh chị, bởi vì lúc mà thông lưu thông khí huyết á, lưu thông khí huyết thì sao anh chị, máu huyết lưu thông á thì da dẻ nó sẽ gì, nó sẽ trẻ hóa lại anh chị. Nên có một cái câu trong trong như câu này là của Đông y đó, nhưng mà tâm trong theo gần đối cốt này nói khí huyết lưu thông tới đâu thì ở đó không cần gọi tên bệnh. Anh chị lưu lại cũng được ha, khí huyết lưu thông tới đâu thì ở đó không cần gọi tên bệnh. Khí huyết lưu thông tới đâu thì ở đó không cần gọi tên bệnh, nên chỗ nào mà bị bệnh là chỗ đó khí huyết nó chưa lưu thông. Nên ví dụ anh chị chạy mà anh chị bị đau, anh chị bị nhức chỗ nào đó, anh chị chỉ cần bơm khí, chuyển khí tới đó, được không nhỉ, mình chuyển khí tới đó mình nuôi đó, và hiện thực của Minh Sư không thể hình dung anh chị. Nếu anh chị nào mà đã tham gia khoảng cách đây nửa năm hơn về trước thì biết là Minh Sư của chúng ta anh chị là cái đốt ngón tay ấy, là gần như mất một cái đốt ngón tay cái, và gần như cái móng là mất cái móng rồi. Nhưng mà dạ, Minh Sư hiểu được về sức khỏe, về dạ, về góc nhìn y y học này, y học dinh dưỡng đông y dân gian, nên lúc mà y học mà không được thì mình dùng cái khác nó mà chị, và lúc này mình sư dạy dinh dưỡng này,
nuôi bằng dinh dưỡng và bằng khí anh chị. Và cái lúc này móng tay mọc lên, nghĩ là mất cái móng tay này rồi nha, nhưng mà giờ lúc này anh chị dùng dinh dưỡng và khí anh chị nên là móng tay mọc ra, và bây giờ đã dậy, đã bóng được móng tay bình thường rồi. Anh chị nào mà từ tham gia từ lúc đó anh chị mới thấy là mở cái tay ra nhìn không dám nhìn luôn, chị gần như là mất cái đốt ngón tay này, mà bây giờ ra cái móng tay anh chị mọc lên được hơn một nửa rồi, và có móng tay để bóng rồi, thì mình xưa nay đây là một điều hạnh phúc. Bóng được cái móng tay áp út là một điều hạnh phúc, bởi vì nghĩ là mất tính là gọi là kêu là cục rồi đó. Mà ai về vẫn còn khí hay lắm anh chị, anh nuôi dưỡng cực kỳ hay và nhiều hiện thực lắm anh chị tham gia và hay gần đôi cốt anh chị thấy rồi. Anh gửi link lên nhóm anh chị, nếu mà chưa anh chị tham gia vào đó và luyện tập và có thể giúp đỡ những người khác giống như gia đình mình này, ba mẹ cô chú bác á, những người lớn vào tập khí thôi, họ nhận được khí là đã rất là khỏe rồi anh chị, rất là khỏe được không. Nên cội nguồn sức mạnh bắt nguồn từ khí, nên đừng có nghĩ mình chạy bộ không nổi anh chị, chỉ cần anh chị nhận khí thôi là anh chị đã chạy ngon rồi, được không cả nhà, nắm được không ạ? Thì khí ha. Còn chi tiết thì chắc là thay gân đổi cốt, thì hôm nay Tân sẽ xin phép sơ qua đến chị hiểu về khí. Hôm nay mình đã hiểu về khí cho cả nhà, nên trong cơ thể mình có khí, nó có những đường dẫn khí hay còn gọi là kinh mạch, kinh lạc á, nên bổ thông kinh lạc. Cái bài bổ thông kinh lạc cũng là gì ạ, cũng là giúp cho mình lưu thông khí huyết trước khi anh chị chạy bộ, rồi anh chị giãn cơ, hoặc là anh chị về anh chành chân thất cơ thể, hoặc là trước khi đi ngủ, hoặc sau khi thức dậy mình bổ thông kinh lạc. Và dần dần anh chị cái đường khí của mình á, cơ thể mình nó cũng có đường khí, đường dẫn khí, nó giống như đường đường dẫn máu vậy đó anh chị. Và dần dần á thì cái đường dẫn khí nó sẽ to ra, nó sẽ to ra to ra to ra, mở rộng ra, thì lúc này khí lưu thông tốt anh chị, khí và huyết lưu thông tốt, thì cái lúc này anh chị chạy rất là khỏe. Còn ban đầu cái đường khí mình nó đang nhỏ quá, anh chị chạy nó ít, cái khí mà nó yếu á, thì nó mệt, nhưng mà bắt đầu anh chị luyện tập dần thì cái đường khí anh chị mở ra, thì lúc này anh chị chạy rất là khỏe, không khí rất tốt, nắm được không cả nhà? Nắm được cả nhà. Hôm nay con thấy có điều gì mới không? Dạ, hôm nay có chị nào có nhận được điều gì mới không? Thấy khỏe chưa? Nhận được khí là thấy khỏe chưa? Ồ, biểu hiện vật chất biến coi, không biết là có hiểu không hay không hiểu chỗ nào để chia sẻ lại. Có hiểu á thầy, biết là khí nó rất quan trọng á thầy, và khí là một trong ngũ đại duyên hợp, mình chạy bằng khí thì cơ thể nó sẽ nhẹ nhàng thanh thoát và chạy không biết mệt á. Thế nhưng mà em vẫn chưa hiểu làm thế nào để chuyển sang thể khí thầy cụ thể hơn nữa đi ạ. Rồi làm thế nào để chuyển sang thay khí ha, thì vào thay gân đổi cốt. Vào thay gân đổi cốt thì chi tiết, còn bữa hôm nay thì Tân sẽ chưa đủ thời gian để đi sâu, nhưng mà Tân sẽ nói nhà mình về cách hít thở được không cái nhà. Nhưng mà để hiểu hết rồi mà để vận khí này tốt nhất á, thì anh chị tham gia thay gân đổi cốt, còn hôm nay Tân sẽ đến với phần hít thở, thì anh chị biết cách hít thở đó thôi, thì anh chị đã biết cách vận khí rồi, nhưng mà phải chưa phải chuyên sâu nha, Tân phải nói là chưa phải chuyên sâu ha, thì anh chị sẽ tập cùng với Tân đó về bài hít thở khí ha, được không cả nhà. Nhận được hôm nay thì anh chị chiều nay ứng dụng luôn, chạy bộ luôn. Chẳng qua tôi muốn thay đổi nhận thức của anh chị là không phải chạy bộ nó phụ thuộc vào anh chị phải có sức bền, anh chị phải có cơ bắp như như anh chị hay nghĩ, mà chỉ cần anh chị nhận khí thôi anh chị đã chạy được rồi. Nên một người bình thường có thể chạy được anh chị, một người bình thường có thể chạy được, một người mới luôn có thể chạy được, trong vòng 7 ngày cũng chạy được nữa, mà hoặc là anh chị nhận được hôm nay mai là anh chị xách chạy ra anh chị chạy luôn cũng được nữa, được không? Dạ rồi, thuận lợi chúng ta hơi đứng lên nha, chúng ta hơi đứng lên để cùng với nhau tập về khí ha cả nhà. Phong cách dân chủ hay đóng thùng đây nhà mình hôm nay áo mới nhận về áo Goya, mới nhận được quà thêm Goya gửi tặng, nên là cũng sẵn là sẽ tặng đây giày Goya, áo mới nhận được ha cả nhà, người áo đỏ mình thích nữa chứ. Dạ rồi anh chị được anh chị đứng lên ha thì sẽ dễ thở hơn, đứng lên sẽ thở hơn rồi. Anh chị giúp Tân này, đầu tiên anh chị giúp Tân ha, đó là anh chị sẽ đo lường trước mình muốn mình thay đổi gì á, thì đầu tiên mình phải đo lường trước, thì anh chị ngồi cũng được nhưng mà đứng cũng được ha, nhưng mà ưu tiên đứng thì tốt hơn. Anh chị đo lường bằng cách đó là mình sẽ xem là mình đang thở như thế nào để xem mình thở đúng hay không đã, rồi anh chị giúp Tân bằng cách đó là để tí xem, rồi anh chị giúp Tân bằng cách đó là anh chị bây giờ anh chị xòe hai bàn tay ra, xòe hai bàn tay
ra như vậy nè, xe rộng ra hai bàn tay đấy à, như vậy ha, anh chị đặt lên vậy, anh chị đặt lên ngực tới bụng rộng ra như vậy này được không cả nhà? Rồi nhưng mà đặt vô bây giờ cứ thích bình thường ha, anh chị thích bình thường, anh chị sẽ cảm nhận được, anh chị sẽ cảm nhận giúp Tân là anh chị đang hít thở ngực, hít thở bụng trên hay hít thở dưới bụng dưới, thì nhà mình comment lên ô chat hít hít đi cả nhà, nhà đặt vô mình hít thở khoảng vài nhịp, hít thở vài nhịp. Rồi và anh chị có thể comment lên ô chat tiếp tân là nếu mà bụng, nếu mà thở bằng ngực thì số 1, bụng trên số 2 và bụng dưới số 3. À, cảm nhận ha, xòe tay ra hít thở và cảm nhận ha. Ngực là số 1, bụng trên là số 2 và bụng dưới là số 3. Rồi. Dạ, anh chị giúp Tân ha. Comment số giúp Tân xem mà mình đang hít thở nè. À, ngực, bụng trên, số 2 bụng trên. 2 3 3. Rồi. Dạ anh chị comment lên anh chị mình cảm nhận trước ha ta. À, mình đang hít thở nè. Ngực bụng trên hay là bụng dưới? Ngực bụng trên hay bụng dưới? Dạ. Rồi. Bà tốt quá ha, có anh chị nào số 1 không? Có anh chị nào số 1 không? Dạ. À, khóa này tốt quá ha, anh chị thở cũng là bụng không à, bụng trên cũng là bụng rồi, hai ba tốt ha. Nếu như anh chị nào mà thở số 1 thì lúc trước mình không biết, mình cứ hay nghe là hít hít vô, hít vô sao thì hít vô nở ngực lên, thường hay kêu hít vô thì sao hóp bụng lại hay nghe không? Hít vô hóp bụng lại thì hóp bụng lại thì ngực nó phải nở ra, thở ra thì sao, thì thở ra bụng to ra, cái đó hít ngược anh chị, hít đúng nha, hít đúng thì hít vô sao bụng to ra, hít vô bụng to ra, thở ra bụng xẹp lại, thì lúc này chúng ta hít thở bụng. Rồi bây giờ sẽ hít thở đúng hơn nữa nè, hít thở đúng hơn nữa anh chị, nhờ anh chị nào khóa cũ anh chị gửi lại cái hình mà thì khí hải, à, nên những cái bài tập này anh chị lưu lại hình đi, các hình quan trọng lắm, lưu lại để dành, để dành để xem thì ai cần của mình chia sẻ. À, hít thở khí hải cả nhà, hít thở khí hải mình sẽ gì ạ, hít thở khí hải là hít thở dưới bụng dưới, hít thở đúng anh chị đó là mình hít thở dưới bụng dưới, thì mình sẽ xác định huyệt khí hải ha. Trong cơ thể chúng ta có một huyệt gọi là huyệt khí hải, thì hồi nãy mình nghe rồi đó, khí hải, khí hải, khí là gì, khí thì biết rồi, hải là gì, hải là một bể khí, một bầu khí đúng không cả nhà, hải là một bể khí, một đại dương khí, một biển khí là khí hải, thì trong cơ thể chúng ta có một cái huyệt gọi là huyệt khí hải. À vậy đó chính là một cái biển khí mà trước giờ nhà mình không để ý, có ha, ai cũng đều có hết cả nhà, giống như sự chân thật vậy đó, ai cũng đều có sự chân thật hết, nhưng mà chúng ta chưa có biết, chúng ta chưa có tìm nó nên chúng ta chưa thấy. À, khí hải như đó thì là một bể khí, một đại dương khí, bên trong chúng ta đã có một cái đại dương khí rồi, nên chị chỉ cần hôm nay chị chỉ cần xác định lại huyệt khí hải và chị hít thở đúng cách thì anh chị sẽ khỏe. Rồi xác định huyệt khí hải, anh có chị nào còn còn kiếm được cái hình không, còn lên mạng kiếm không được hình lên mạng giúp Tân đi, rõ huyệt khí hải rồi gửi lên nhóm giùm Tân với. Bình tĩnh thầy, đi tìm đó. À, huyệt khí hải còn khóa cũ có đó, anh chị kiếm lại nè, xác định huyệt khí hải bằng cách đó là bây giờ nhà mình có hai cách để xác định huyệt khí hải. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ đo bằng đốt ngón tay, huyệt khí hải sẽ cách rốn khoảng tầm 1,5 thốn, 1,5 thốn là khoảng một đốt ngón tay rưỡi này, một đốt ngón tay là một thốn, nửa đốt là nửa thốn không, thì cách thứ nhất đó là chúng ta xác định bằng dạ, bằng 1,5 thốn, thì chúng ta đo từ rốn, đặt từ rốn xuống cách 1,5 thốn thì ngay cái điểm mà cái điểm chấm tay đó chính là thì khí hải, cách thứ nhất được không cả nhà. Cách thứ hai là chúng ta xác định bằng nè ba ngón tay, thì cái ngón này, cái ngón trỏ sẽ đặt, cái ngón trỏ sẽ đặt ở rốn và cái dưới cái ngón, dưới ngón áp áp út nó chính là khí hải, nè đặt vô ngón trỏ đặt ngay rốn thì dưới cái điểm của ngón áp út đó chính là huyệt khí hải, rồi đặt tay vô, rồi đã xác định được huyệt khí hải chưa. Khi xác định được huyệt khí hải rồi anh chị lấy ngón tay cái, khi xác định được huyệt khí hải rồi nhà mình lấy ngón tay cái để tâm mở này cho to, khi xác định được huyệt khí hải rồi nhà mình lấy ngón tay cái, lấy ngón tay cái đè vô đặt vô đó được chưa, khi xác định được huyệt khí hải rồi lấy ngón tay cái đặt vô được chưa, anh chị đã xác định được huyệt khí hải chưa, à, nhà mình đã xác định được huyệt khí hải chưa, lấy ngón tay cái đặt vô à, được chưa, mở mic đi cả nhà ơi, đoạn này mở mic đi cả nhà để tương tác cho dễ, mở mic đi ạ. À. Rồi đúng rồi đó,
Biết ơn chị. Được rồi thầy ơi. Dạ biết ơn chị nào. Rồi lấy ngón tay cái đặt vô, bây giờ ấn vô, muốn có cảm giác không, lấy cái tay nè ấn phụ thêm, ấn vô đau không, ấn vô đi để cảm nhận, ấn vô, ấn mạnh vô, mạnh vô, đau không ạ? Đau không? Nó có thốn thốn, nó thốn thốn Okay. không? Ấn mạnh vô để gì, để anh chị nhớ đây là vị khí hải, cảm nhận, ấn mạnh vô, mạnh vô ạ. Rồi ấn mạnh vô ha, rồi cảm nhận được không? Rồi cảm nhận được vị khí hải chưa ạ? Các chị nào chưa thì cứ nói chưa ha, để hỗ trợ gì xác xác định đau không, ấn mạnh vô ha, lấy tay này đè vô, rồi xác định thì khí hải nghe, ấn mạnh vô đau cho nó nhớ. Rồi bây giờ nè, bây giờ anh chị hình dung là chúng ta sẽ gì ạ, hít thiệt, hít thở khí hải bằng cách để giúp mình xác nhận đó là nó giống như vậy nè cả nhà. Anh chị đều có xe đúng không, đều có xe đạp, xe ô tô, xe hơi, xe máy hoặc là xe ô tô đúng không, thì có phải cái bánh của chiếc xe nó cũng được bơm khí không? Được bơm khí không cả nhà, thì có phải lúc mà nó mềm á thì chúng ta bóp được, ví dụ bánh xe đạp đi mềm chúng ta bóp vô được vậy đúng không, nhưng mà bắt đầu lúc mà nó bơm ra thì sao, lúc mà bơm khí vô, bơm khí vô thì bắt đầu ruột có cái gì, cái ruột nó căng ra, căng ra, căng ra thì nó đẩy cái tay ra đúng không, cơ chế của hít thở chúng ta cũng vậy đó, chúng ta hít vô thì bắt đầu cái khí mà căng ra, căng ra, căng ra đẩy cái tay chúng ta ra, thì bây giờ anh chị ấn vô, anh chị ấn mạnh vô xác định ha, ấn mạnh vô rồi bắt đầu chúng ta hít vô, hít vô đưa đưa cái khí xuống dưới đó, xuống dưới khí thải, đẩy ngón tay chúng ta lên, được không? Rồi hít vô đưa xuống dưới bụng dưới, đẩy ngón tay lên làm khoảng 3 hơi, rồi hít thở ra hết không, bụng xẹp, ấn mạnh vô, hít vô đưa khí xuống dưới bụng dưới, nén khí đẩy ngón tay lên, hơi thứ ba hít vô đưa khí xuống bụng dưới, cảm nhận là gì, mình đẩy cái tay lên, đẩy ngón tay lên, được không cả nhà? Cảm nhận được khí hải không, cảm nhận được hít thở khí hải không, được không ạ? Khi hít vô thì bụng căng lên, khi thở ra thì bụng xẹp lại, có thể đặt cái nguyên bàn tay xuống dưới rốn, đặt nguyên bàn tay xuống dưới rốn, bây giờ hít này, hít vô cảm nhận cái bàn tay nó cử động thì sao, bụng căng lên thì đẩy bàn tay ra, thở ra thì bụng xẹp lại, tập hít thở khí hải đúng không nhỉ, tập hít thở bụng dưới. Và thực ra chúng ta anh chị, khí hải hay còn gọi là khí chân nguyên á, thì chúng ta đều có khí chân nguyên hết, hồi lúc nhỏ ta đều có khí chân nguyên hết anh chị, nhưng mà khi lớn lên chúng ta bị tác động nhiều nên chúng ta thay đổi cái cách thở, chúng ta Thầy quên đi ơi, đó anh chị, lúc nhỏ chúng ta đều hít thở khí hải hết. Nếu anh chị nào có con nhỏ ví dụ như các bé 1, 2, 3 tuổi á, thì các anh chị thử đặt bàn tay xuống bụng của các bé trên coi là có phải các bé đang hít thở khí hải không, mình thử ha. Thì thực ra là chúng ta đã có chị, nhưng mà chúng ta lại sau đó chúng ta lại quên đi, bây giờ chúng ta tìm lại thôi, nên đây chính là khí chân nguyên, nên chị hít thở khí hải thôi là anh chị khỏe được không cả nhà. Rồi xác định giúp Tân với, nắm được không, được thì anh thầy chị ơi, hoặc là nói được để Tân biết. thầy Được không ạ? À, có mỗi mình anh Kỳ được à? Anh Dũng anh ôm đầu. giờ không phải của em là hít vào thì thấy đẩy tay ra, nhưng mà thở thở ra thì thấy bụng vẫn không không nhỏ lại Rồi. Cái ạ. nó có liên quan tới phần bụng không anh? Anh liên quan tới tới phần mở mở bụng không? Đó là chắc do bụng to quá. Anh chị nè, nó hay lắm anh chị. Người Nhật Bản họ có một cái công thức là hít thở cũng giảm mỡ bụng anh chị, hít thở cũng giảm bụng, nên lúc anh chị hiểu về khí hải á, vì trước giờ mình không biết anh chị nên mình hít thở nó chưa đúng, bây giờ hít thở đúng nha, anh chị chỉ cần hít thở đúng, anh chị đặt ý xuống dưới khí hải để hít thở thôi, thì cái bụng anh chị á nó cũng sẽ gì, từ 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 cái mỡ quanh cái vùng rốn anh chị nó cũng sẽ được tiêu đi. Đây cũng là cái công thức mà chị Mỹ Lệ anh chị, đó là vòng eo 56 á,
từ hơn 100, vòng eo hơn 100 cm, bây giờ xuống 56 cm là anh chị thấy khủng khiếp không? Cái việc đặt ý, việc hít thở anh chị, nó giúp cho giảm phần bụng, mỡ bụng xuống luôn á. Nên tại vì trước giờ mình không biết, bây giờ mình biết là mình cử động cái do đó đó, thì bắt đầu chỗ nào mà nó động, nó làm nóng lên thì cái mỡ nó được đốt. À nên bây giờ anh thử ha, hít thở, nhưng mà nhớ bớt bớt uống rượu bia là nha các anh, chứ bây giờ tập nhiều mà uống vô thì nó lại cũng ra lại, nó ủa hen, nên là bớt bớt lại hen, giống cốt giãn đó, lúc đầu cũng thấy có bụng lắm, bây giờ là bụng gọn rồi đó đúng không, thì anh chị hít thở khí hải, nó dần 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 bụng nó sẽ đẹp, cầm các chị em chắc khỏi bàn, hít thở được khí hải thôi là từ từ dáng lại gọi là thân hình người mẫu ha. 3 vòng, vòng nào cần to thì to, và vòng nào nó cần nhỏ thì nó nhỏ, được không? Hít thở bằng mũi, à hít thở bằng mũi, thở ra bằng miệng. Nhưng mà khi chạy bộ á, nếu mà cái tới phần hít thở, nhịp hít thở khi chạy bộ, mà nếu mà anh chị cảm thấy mà hít không kịp á thì hít thở luôn bằng mũi với miệng, còn bình thường hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Nhưng mà tới khi mà chạy bộ á, là mũi miệng chơi hết nếu mà hít không kịp, bởi vì lúc bơi á anh chị hít bằng miệng mà, lúc anh chị bơi là anh chị hít bằng miệng mà, lúc mà bơi há miệng ra đúng không, hít hơi nhỉ? Nên hít bằng miệng bình thường không sao hết. Được không, miễn sao là chúng ta lưu thông và gọi là chúng ta hít thở kịp là được. Nếu mà chạy mệt quá thì gì, hít hít cả mũi cả miệng luôn cũng được hai cả nhà. À còn bình thường thì chạy nhẹ nhẹ đang hít bằng mũi thở bằng miệng, nhưng mà lúc mà nhanh rồi đó thì hít cả mũi cả miệng luôn. Rồi bây giờ có một cái bài tập để chị mở khí hải ra, trước giờ mình chưa có mở, bây giờ mình mở ra thì xin phép chị một tí xíu thời gian đó, để mình mở khí hải ra, mình mở rộng cái bể khí anh chị ra, bằng cách đó là gì, nhà mình giúp Tân thực hiện một cái bài tập đó vậy. À, giúp đỡ Tân ha, anh chị nào thuận lợi thì cứ làm ha. Đó là gì ạ? Đó là bây giờ Tân sẽ bấm đồng hồ, trong vòng khoảng 1 phút anh chị giúp Tân này, anh chị giúp Tân ha, anh chị hít vào nhiều nhất có thể, không được thở ra nha, hít vào cũng không được nín luôn, được nín nhưng mà không được có được nhịn, ý là anh chị nín thì 1 2 giây thôi, anh chị không không có nhịn thở, mà anh chị giúp Tân là hít vô liên tục, hít vô liên tục, hít vô liên tục, hít vô liên tục, hít thật chậm, hít thật chậm, hít thật chậm, hít vô liên tục, phấn đấu đạt 1 phút giúp Tân. Còn nếu như chưa đạt á, thì anh chị tới bao nhiêu giây thì anh chị coi trên đồng hồ và anh chị comment xuống, rõ không cả nhà? Đó, anh chị nào rõ thì comment giúp Tân số 1, anh chị nào rõ cái bài tập này giúp Tân comment số 1, thì anh chị được á, anh chị bắt đầu anh chị tập cái bài tập này ở nhà 1 ngày, thì đôi khi anh chị chỉ cần tập 3 lần thôi là anh chị sẽ khỏe rồi. Nắm được hay, đó là mình sẽ hít vào, mình sẽ làm sao để mình đạt được 1 phút trước hàng, 1 phút hít vào liên tục chậm thôi, chậm thôi anh chị, hít liên tục liên tục liên tục chậm thôi, không có thở ra nha, mà cũng không có nhịn, nín thì 1 2 giây thôi, nhưng mà vẫn hít tiếp, không có dính hơi. Rồi nhà mình sẵn sàng chưa? Được, cái bài tập anh chị đứng giúp Tân, anh chị đứng thả lỏng, tinh thần thoải mái nhất có thể, an vui. Đó mà Tân, lúc mà Tân nó đếm 3 2 1 thì lúc này anh chị thở ra, lúc mà Tân đếm 3 là anh chị thở ra hết cái Tân, giống như xì móng thở ra hết, bắt đầu bơm lại được chưa? Thở ra hết để cái trong cơ thể mình hết sạch hơi, và lúc này anh chị nhớ đặt tay nè. Anh chị đặt tay xuống dưới bụng dưới giúp Tân và anh chị hít vào. Anh chị cảm nhận anh chị hít vào bụng dưới ha. Rồi phấn đấu 1 phút giúp Tân ha. Được chưa cả nhà? Chuẩn bị sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Rồi bao nhiêu giây ạ? À? Đủ 60. 60 hả? Đẹp. Có anh chị Yeah. nào 31, 47 20, ạ.
20. À, anh chị comment số giây anh chị nha. Anh chị comment số giây của anh chị đạt được ạ. À? Anh Dũng 31, chị Thảo 20, anh Long 54, Admin 47. Anh gì đây? Anh gì? À, dài quá. 30, 60, 60, 60. Ngon hen. Chị Phương Thảo 60. Chị Thu Thủy 50. Rồi. Lần 2 làm tốt hơn nghe. Bài này anh chị nên làm 3 lần. Rồi. À, để lần 2 làm tốt hơn Tân gửi ý anh chị ha. Để anh chị lúc này Tân sẽ gì ạ? Tân sẽ để đồng hồ tới khoảng 2 phút. 2 phút anh chị cứ làm được như anh chị làm. Được chưa cả nhà? Và anh chị Ừ. này, cái bài tập này trong nhóm chạy bộ chúng ta có một bạn làm hít vô hơn 6 phút. Hít vô hơn 6 phút anh chị. À, tại sao hơn được 6 phút thì sẽ gửi cái video đó là cho anh chị xem, nhưng mà bạn này đã hít vô hơn được 6 phút. Thật nha anh chị. Rất thật nha. Nên anh chị Tân sẽ để đồng hồ tới khoảng 2 phút. Anh chị nào cán mốc 2 phút thì cứ cho 2 phút được không? Rồi bây giờ để lần 2 anh chị làm tốt hơn, anh chị mở được cái hải tốt hơn nè. Ha. Thì đó là nhà mình nè. Nhớ công thức giúp Tân đó là lúc mà Tân đếm chuẩn bị 3 2 1 thì bắt đầu anh chị thở ra. Anh chị thở ra hết hơi ra, mà thở chậm thôi rồi bắt đầu. Khi bấm bắt đầu thì anh chị bắt đầu hít vô. Lúc này hít thật chậm. Hít chậm thôi bởi vì đâu có bắt anh chị hít nhanh đâu. Quan trọng mình hít liên tục mà, không bắt anh chị hít nhanh, anh chị cảm nhận chậm anh chị nè. Anh chị có thể đặt đặt ý vào hơi thở, đặt ý rồi luôn hít chậm thôi, cảm nhận cái đường khí nó qua chậm thôi. Anh chị đưa hơi xuống khí hải, được chưa? Bắt đầu mình đưa đưa hơi thở xuống khí hải. Thả lỏng người, anh chị cứ thả tay ra giúp tôi, anh chị thả tay ra, thả thả chân ra. Rồi, đưa hơi xuống khí hải, được không ạ? Và cảm nhận lúc cảm nhận khí hải đầy, lúc cảm nhận khí hải đầy rồi, nó đã hơi hơi lên tới cái ngực, hơi lên tới cái cổ rồi. Anh chị đưa xuống dưới chân, anh chị đặt ý. Không, không 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 được thở, hít vô thôi không được thở. Anh chị đặt ý xuống chân, anh chị có thể hình dung cái bàn chân của mình thôi, anh chị đặt ý xuống chân, anh chị nhích nhúc nhích nhẹ cái mũi cái đầu ngón chân, anh chị cảm nhận bàn chân thôi, anh chị đặt ý xuống chân, chỉ cần đặt ý giúp tâm thôi. Rồi sau đó anh chị đặt ý xuống chân mà bắt đầu lên lại đầy 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 rồi, anh chị đặt ý ra tay. Anh chị đặt ý ra tay, anh chị chỉ cần cử động nhẹ nhẹ tí xíu thôi để cảm nhận bàn tay, anh chị thả lỏng tay ra nha. À ha. Rồi, lúc mà nó hết hết nữa thì lúc này anh chị mới ngưng được ha. Bây giờ mình sẽ đưa xuống khí hải, xong mình đưa ý xuống, xong mình đặt ý xuống chân. Và xuống chân cảm giác nó đầy rồi thì mình đặt ý ra tay. Được không cả nhà? Thử ha. Thử nghe, lần này tôi sẽ đặt 2 phút và anh chị được bao nhiêu thì cứ cứ comment lên. Và sẵn sàng cả nhà, có chị nào muốn hỏi gì trước khi làm không? Có hỏi gì không? Bài tập thú vị lắm cả nhà, để mở khí hải á. Được không? Sẵn sàng chưa? Thả lỏng, thả lỏng. Thả lỏng hết mức có thể, thả lỏng xuôi, thả tay ra, đứng đứng về, đứng chân vững. Hai chân đồng bằng vai, thả lỏng tay ra. Hít thở đều trước đi. Rồi. Chuẩn bị ha, cột mốc là 2 phút, anh chị được bao nhiêu thì cứ comment lên ạ. À. Hít thở chậm, đặt ý gì hít thở khí hải rồi đầy thì đưa ý xuống chân, xong đưa ý ra tay, rồi được chưa? 3 2 1 bắt đầu.
Rồi, stop. Ừ. Comment số phút. À, số giây chứ. Số giây của anh chị xuống. 1 phút mấy thì ghi là 1 phút mấy. 1 phút 10 hay là 110 anh? 1 phút 10 ý thầy. 64 102 là 6 2 phút đúng không? Thì Phương Thảo lên gấp đôi, chị Hương Thảo hình như cũng gấp đôi đúng không? Chị Hương Thảo lúc đầu 20 lên 45 đúng không? Dạ. Rồi, comment cả nhà, có anh chị nào đây chính là bài tập để giúp cho anh chị mở cái bể khí để mình cảm nhận khí hải, mình mở cái bể khí ra anh chị. Rồi có anh chị nào có điều đặc biệt gì không? Qua phần vừa rồi mình làm hơn 1 phút đó. Có anh chị nào chia sẻ có điều đặc biệt gì không? Mình cảm nhận cơ thể mình có điều đặc biệt gì không? Các anh chị hơn 1 phút này. Thầy ơi cho em chia sẻ. Wow. Vâng, em chào thầy và cả nhà. Em vừa trải qua cái đạt được 120 phút và cảm thấy cái nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Xong là hai tay thì nó vã mồ hôi. Thì em không biết lý do vì sao. Đây là lần đầu tiên em thực hành và thấy cảm nhận được là lúc mà thầy bảo nén thở xuống bụng dưới, đặt ý xuống bụng dưới ấy, thì em cũng cảm nhận được cái đồ khí nó đi xuống bụng dưới một chút. Và hai cái chân thì nó cảm thấy nó tê tê, và bây giờ thì hai cái lòng bàn tay nó vã mồ hôi, người nó nóng lên. Tay tê tê ý là sao? Tê tê là kiểu sao? Tay nó không tê mà tay nó ra mồ hôi và cảm thấy cơ thể nó nóng lên đấy. Em xin chia sẻ. Đi anh chị Thảo. Rồi con chị nào có cảm nhận gì nữa không? Có cảm có gì nó khác biệt không? Anh này có cảm nhận gì không? Này một số anh chị làm hơn 60 giây nè. Hay có anh chị nào mà làm gấp đôi với chị Hương Thảo nè. Thuận lợi không? Thầy hồi chia sẻ chút ạ. Có em hít vào là bụng nó to lên, xong sau đấy nó nhỏ lại, có phải là em chuyển khí xuống dưới chân không thầy? Anh cứ cảm nhận thôi. Anh hít Dạ được bao lâu? Anh hít được em cảm 100. nhận được là em có thể là hít được rất là lâu, mà không biết là bụng nó nhỏ lại là do mình thở ra hay là mình chuyển khí xuống dưới chân, dưới các vùng khác ạ. Ngon quá đó. Anh cứ cảm nhận đi, em không giải thích đâu. Cảm nhận thôi. Nhưng mà anh đảm bảo là anh hít vô liên tục đúng không? Anh không Em thở vẫn ra cứ đúng hít, em hít thôi ạ. không? Rồi. Sau buổi hôm nay là sức khỏe anh sẽ chuyển đổi đó. Dạ, có chị nào chia sẻ gì không cả nhà, có cảm nhận gì không? Chị Hương Thảo nè, sao chị hơi thở chị hơi ngắn hả? Chia sẻ chị, tại sao người ta làm hơn được 1 phút mà sao mình mình đang 45 nè, cảm nhận sao? Thế là chị cảm nhận sao? Thuận lợi không chị? Dạ, như lúc đầu em chia sẻ là có lẽ là em chưa biết cách hít thở, nên là em cái lần thứ nhất ấy em cũng không biết là mình có thở ra hay không nữa, nhưng em lúc mà nhìn vào đồng hồ em thấy em 20 giây là em thấy bụng em nó căng lắm rồi. Lần thứ hai thì sao, lên được gấp đôi nè, 45 giây Vâng, lần thứ hai thì em nghe rồi thấy em hít chậm hơn á, nè. thì nó khiến nó vào ít ít một thì nó lâu được lâu rồi đấy. Rồi bây giờ làm lần thứ ba ha cả nhà, làm lần thứ ba, làm lần thứ ba chắc tân sẽ xin phép tân ngồi, tân dẫn để hỗ trợ cho anh chị, để lần này thì tân sẽ đặt 3 phút ha. Thì anh chị nào cứ làm, cứ cảm nhận thôi, được được tới đâu thì làm thôi, không không bắt buộc anh chị nhắm mắt cũng được. Lúc anh chị mở mắt ra anh chị thấy bao nhiêu thì anh chị comment lại. Đặc biệt giống chị Hương Thảo, cái bài này các anh chị phải hít được 60 giây. Bài này các anh chị phải hít được tối thiểu 60 giây thì mới giúp anh chị mở được khí hải ra. Anh chị chạy lúc này anh chị vận động mới nhẹ nhàng được. Bể khí mà. Và đặc biệt cái bài này nó không nằm ở thể chất, không nằm gì hết. Nó nằm ở nội tâm của mình. Nó nằm ở nội tâm, đôi khi cái nội tâm mình nó loạn anh chị. Giống như Tân này, Tân sẽ khó làm tốt các anh chị, bởi vì lúc tân đếm là tân bị hụt hơi và tân sẽ có bị dính tí xíu, một số dính mắt, nên là tân khó làm được lâu, thì tân vẫn làm được trên 1 phút hết à. Nhưng mà dạ anh chị là chuẩn bị nội tâm mình an vui, nó nhẹ nhàng thả lỏng hết ra, thì cái này là bạn mà chị bạn hít vô 6 phút á thì bạn chia sẻ mà lúc này thả lỏng hết ra, nhẹ nhàng thôi, nhắm mắt nhưng mình đang nổi lên mặt nước đó, thả rất là nhẹ nhàng được không, nhẹ nhàng cảm nhận mình lúc này mới cảm nhận được chạy bằng thể khí là chạy như thế nào.
nhẹ nhàng thôi, giống như mình đang dịch, mình đang nằm trên mặt, mình đang thả nhẹ nhàng trên mặt nước cái đó, hòa mình với gió vậy anh chị. Rồi hít vô thiệt nhẹ, chậm thôi, chậm cảm nhận hơi thở được chưa. Bắt đầu đưa xuống khí hải, đưa xuống khí hải, lần này tân sẽ dẫn ha. Đưa xuống khí hải thì bắt đầu anh chị đặt ý xuống bằng chân, đó là anh chị sẽ cử động nhẹ cái đầu ngón chân, đặt ý xuống bằng chân. À cái lúc này anh chị kêu đặt ý đó, anh chị nghĩ tới bằng chân thôi, rồi sau đó cảm giác nó đầy là khí hải rồi thì anh chị đặt ý ra bằng tay. Lúc này anh chị thả lỏng như này rồi, anh các anh nha, đặc biệt các anh này thử giúp giúp Tân đấy, các anh thả lỏng, các anh đứng giống như là Ronaldo bị đá banh gì đó, à, đứng hai chân là bằng vai được chưa, không cần gồng đâu, nhưng thả lỏng hai tay, thả lỏng ra hai tay, thả lỏng thì lúc này các anh đặt ý ra ra tay, các anh đặt ý ra tay, đặt ý ra tay, cứ hít vô và đặt ý ra tay giúp Tân, hít vô đặt ý ra tay giúp Tân được chưa. Và ráng, chúng ta ráng hít, cứ hít liên tục đi, cứ hít liên tục, đến khi nào mà khó chịu quá muốn thở thì cứ thở. Rồi lúc này mở mắt ra, à, và xem thử chúng ta bao nhiêu giây được không cả nhà. Lần này 3 phút ha, lần này sẽ đặt 3 phút, thì anh chị nào làm được tới 3 phút thì làm, còn mình làm được tới đâu thì mình cứ dừng ở đó được không cả nhà. Nhưng mà hãy đặt ý tối thiểu là 60 giây được không ạ. Rồi chuẩn bị ha, anh chị đứng nhẹ nhàng này, lần này Tân sẽ xin phép Tân dẫn ha. Dạ anh chị đứng thả lỏng nhẹ nhàng, à, hít thở đều đi ạ. Hít thở đều được chưa. Rồi chuẩn bị ha cả nhà, thả lỏng ha, thả lỏng nhẹ nhàng, đứng ha, đứng thì vậy thôi. Chuẩn bị thở ra này, thở ra, 3 2 1 bắt đầu. Rồi nhà mình hít vào thật là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, đưa khí xuống khí hải, bắt đầu đưa xuống dưới bàn chân, đặt khí xuống bàn chân, cứ động các đầu ngón chân, cứ động nhẹ các đầu ngón chân, cảm nhận bàn chân, đặt khí xuống bàn chân, tiếp tục hít vào nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, cảm nhận thấy khí, cảm nhận thấy khí của mình nhẹ nhàng như mình đang nổi trên mặt nước, như mình đang đung đưa hay những cơn gió, thật là nhẹ nhàng. Đặt ý xuống bàn chân, đặt ý xuống bàn chân, hít thở thật nhẹ nhàng, rồi sau đó đặt ý ra bàn tay, cử động nhẹ các đầu ngón tay, cử động nhẹ, đặt ý ra các đầu ngón tay, đặt ý ra bàn tay, hít vào, cảm nhận cơ thể đang căng phồng, cảm nhận hít vào, cảm nhận cơ thể đang căng phồng, cơ thể đang căng phồng lên, căng phồng lên, căng phồng lên, hít vào. Đặt ý ra tay, hít nhẹ, hít vào nhẹ nhàng, cảm nhận cơ thể đang tràn đầy thể khí và đang căng phồng lên, căng phồng lên, cánh tay đang bắt đầu được nâng lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên. Rồi, nếu anh chị đã xong thì anh chị có thể comment số giây của mình xuống. Và ai tiếp tục thì cứ tiếp tục chuẩn bị. Rồi, ba phút. Rồi. Các anh chị comment số giây của mình xuống. Sao đợt này 60 giây rồi bị phân tâm hả? Anh Hùng hả? Dạ anh Hùng có chia sẻ đợt này sao bị giảm không? Chắc nói quá anh phân tâm quá. Dạ comment số giây của mình xuống đi cả Dạ nhà.
Em mấy đợt sau này chỉ được 60 giây với hơn 60 giây tí thì chút xíu thôi thầy. Dạ, Chứ em là chưa cảm nhận chưa vượt qua đấy. con người ở đây để Cũng có thể là cũng đang bị phân tâm một chút. Tại em cũng đang... đỡ những người. Rồi. Dạ biết Thì ơn thầy. 2 phút 40 giây. Dạ, có anh chị nào làm hơn 2 phút nữa không? Chắc nhờ chị Thảo chia sẻ cảm nhận lần này sao chị Thảo? Em với thầy lần này nghe cái lời dẫn của thầy thì em đã thả lỏng cơ thể và cảm nhận được cái luồng khí của mình á, đi đầu tiên là đi xa 2 1 3 nó xuống tay hoặc là xuống chân, và lần này em thấy cái nhịp tim của mình nó bình thường, nó không bị đập nhanh như cái lần trước nữa. Lần trước có thể là do em hơi hồi hộp ạ, nhưng bây giờ nghe cái giọng lời dẫn của thầy thì em thả lỏng, thì giống như kiểu là mình bơi á, mình sẽ thả lỏng toàn bộ cơ thể, thì mỗi một lần em hít nhẹ một chút dần dần cũng cảm nhận được cả cái hơi thở của mình lên nữa, thì cảm thấy rất là tuyệt vời. Rồi cả nhà mình Thế thả tim là chúc thầy. mừng chị Thảo ha. Hơn chị có nghĩ chị làm được hơn 2 phút bình thường nín thở chị nín được bao lâu? Dạ, em cũng xin chia sẻ là ngày trước em cũng có học cái bài hệ trục ấy, thì thầy em À không biết đây đây là thở khí hải mà cũng là thở, và thở vùng bụng ra và hít vào thì em cũng thực hành thường xuyên, nhưng bây giờ nói đến khí hải thì hình như là em cũng đã luyện tập rồi. Nên là bây giờ cứ cảm nhận là nó đến với mình cũng cũng là gọi là bên trong mình được cái kích hoạt lên ạ. Thì cũng không tin được là mình có thể làm được. quá, chúc mừng chị Thảo. À, hết mồ hôi ra đúng rồi nên mới nói là mình nghĩ là mình phải hơi vận động này kia, chứ thực ra anh chị nói rồi, anh chị tập thay con đôi cốt á, đứng một chỗ thôi chứ anh chị hít thở thôi là khí huyết lưu thông. Anh chị nãy nói được anh chị không tin đó, nhưng mà khí huyết lưu thông thì nó mới làm nóng cơ thể lên chứ, khí lưu thông đúng không, thì lúc này anh chị nó làm nóng cơ thể mình lên, bắt đầu nhằm xem tay chân nó hồng hào lên anh chị đúng không, nên chị đã tham gia thay con đôi cốt anh chị sẽ sâu hơn nữa kìa. Nên tại sao tập thay con đôi cốt đó, xong là một con người chỉ hóa sức cái toàn diện của anh chị, bởi vì nhận được khí tập khí thôi, nó lưu thông khí huyết thì nó khỏe và da dẻ dần 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 trẻ hóa lại anh chị, trẻ hóa lại anh chị bị đồi mồ hay bị đốm tàn nhang gì đó, đó là những cái vết trên da là dần 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 nó sẽ gì đó, đó là nó sẽ dần dần bắt đầu nó sẽ mất luôn, bởi vì chỗ đó nó bị những bị máu anh chị, nó lưu thông tới không không tốt, bây giờ lưu thông tốt thì nó sẽ gì bắt đầu nó giãn hết luôn được không cả nhà. Nên là mồ hôi ra là vậy, anh chị mà tập vậy nè, anh chị bây giờ anh chị khởi động, anh chị kết hợp khí cho tầng, lúc anh chị khởi động anh chị kết hợp khí, anh chị hít thở vô vậy đó, hít thở khí hải, anh chị cảm nhận trời ơi, khởi động 5 10 phút thôi là bằng người ta tập 1 tiếng đồng hồ được không. Rồi chúc mừng chị Thảo và một số anh chị nữa, thì nếu mà chưa đạt 60 giây á thì anh chị hãy tập cái bài này này mỗi ngày đó, hít thở 3 lần 5 lần gì đó, làm sao để mình đạt được 60 giây, mình tự bấm đồng hồ rồi xong mình hít thôi, rồi khi nào mình hít không nổi mình bấm được, mình bấm lại. Nên là cái bạn Hiền bạn làm cũng vậy đó, Tân sẽ gửi cho anh chị coi ha, thì hết hơn 6 6 phút thì anh chị xem video đó chị sẽ hiểu tại sao hết được hơn 6 phút được không. Và cái lúc hít đó chị Thảo có cảm nhận là nếu mà đứng bình thường có cảm nhận là lúc mà đặt ý ra tay thì cái tay mình nó nâng lên không, có chị nào cảm nhận cái tay mình nâng lên không, có chị nào cảm nhận cái tay mình nâng lên không, có chị nào cảm nhận được không? Thưa thầy, là em có cảm nhận được cái luồng khí của mình nó đi từ vai xuống tay, và khi mà mình thầy nó đặt chân ở đặt ý ở chân ấy thì nó cũng đi theo như vậy, nghĩa là mình đặt ý ở đâu thì khí đi ở đấy, thì mỗi một lần như vậy thì em thấy ra mồ hôi tay, và bây giờ thì toàn thân cảm thấy nóng nóng lên rất nhiều. Tập khí thôi. Nên là anh chị này, những cái ngày mà anh chị không chạy bộ, anh chị tập khí tại nhà, anh chị xoay ông dưới trục, anh chị nhún gót chân, rồi anh chị tập mấy cái bài bổ trợ thôi, nhưng mà anh chị vận khí vô thì tầm nó nha, 15 phút 30 phút của anh chị nó bằng người ta tập cả mấy tiếng đồng hồ anh chị. Chỉ cần anh chị vận khí thôi, anh chị đứng anh chị hít thở thôi, hoặc là anh chị nằm anh chị hít thở được, anh chị muốn ngủ ngon không, cái bài tập này nha, anh chị tập trước khi anh chị ngủ là sẽ giúp anh chị ngủ ngon, mình tập trung hơi thở cái dần cái bắt đầu điều hòa lại khí huyết, nhưng mà nhẹ nhàng thôi, mình không cần phải nỗ lực nha, tới khi mà mình ngủ không cần nỗ lực, mình hít hít vô mình đặt ý, à mình hít vô xong mình thở ra nhẹ nhàng khí hải thì dần dần anh chị sẽ ngủ ngon, không cần anh chị phải nỗ lực nhiều nha, mà nhẹ nhàng thôi được không cả nhà. Và có một cái điều đặc biệt anh chị khác cảm nhận giúp tên, thì cái lúc mà anh chị hít đó, lúc mà anh chị cứ thử ha, để chị đạt được cái này anh chị sẽ cảm nhận được là cơ thể mình thay khí này, đó là nhà mình anh chị thấy mấy cái con mà bơm hơi mà nó ở cửa hàng mà nó bay 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 nó bay 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 không, thấy không, có cái gì nào thấy không, mấy con mà bơm hơi mà nó bay 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 thấy không, nhớ không,
Con chị nào thấy mấy con đó không? Này thấy không? Đây đặt ở trước cửa hàng mà nó vẫy 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 đó, bơm hơi á. Thì anh chị lúc mà anh chị đứng á. Dạ. Anh chị đứng á thì lúc này anh chị đó là anh chị đứng, anh chị thả lỏng ra. Vấn đầu anh chị đặt ý ra tay anh chị sẽ cảm nhận nè. Khi nào anh chị được cảm nhận được cái này đó thì từ anh chị vẫn hít chưa hết đâu. Anh chị hít nha, bắt đầu anh chị đặt ý ra tay thì cái tay nha, anh chị cảm nhận về thử cho tên hai. Cái tay nó sẽ nâng lên. Từ 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 anh chị bơm ngăn, anh chị hình dung bơm, nó bơm thì bắt đầu nó căng, bơm bắt đầu căng, nó sẽ căng ra như vậy à, nó sẽ căng ra anh chị, nên anh chị vẫn hít chưa có đạt đâu, anh chị nghĩ là không nổi anh chị thở đó. Thực ra là cơ thể mình anh chị nó hít được 1 tiếng đồng hồ, có người họ đã đạt được 1 tiếng đồng hồ hít vô liên tục nha cả nhà. Còn tại sao hít vô được 1 tiếng đồng hồ liên tục thì coi video của bạn thì hai bạn có chia sẻ em sẽ cảm nhận được cái điều đó à, thì bắt đầu vậy, sẽ cảm nhận cái tay nó căng ra, bơm hơi thì nó căng ra. À, nên anh chị vẫn hít nó có tí xíu à, chưa đạt đâu, anh chị vẫn hít được hơn 1 phút, hơn 2 phút, hơn 3 phút là bình thường, được không cả nhà, được không? Đặc biệt các anh thì rất dễ cảm nhận được cái đôi tay cử động hơn, thả lỏng người ra, được không cả nhà? À, đó là về hít thở. Hôm nay nhà mình đã biết cách hít thở đúng cách chưa cả nhà, đã biết cách hít thở đúng cách chưa, và đã biết mở khí hải chưa, à biết mở khí hải chưa? Dạ. Yeah. À, biết rồi đấy. Đúng không ạ? Đó, đó cái là hít thở, nên cái việc khí anh chị nhận được khí nó quan trọng lắm, đầu khóa phải cho anh chị nhận khí. Và anh chị này, nhớ giúp tôi này. Nhận một lần thôi thì anh chị chỉ cần nhận một lần thôi anh chị dùng trọn đời. Anh chị chỉ cần nhận được khí một lần thôi anh chị dùng trọn đời, anh chị nhận được gì anh chị biết được thì khí hải, anh chị hít thở khí hải, được không? Anh chị biết cách mở khí hải để hít thở thì có lúc này anh chị dùng cả đời không? Và mình có thể giúp cho người khác khỏe mạnh từ cái việc hít thở thôi. Hít hơi là cũng đã khỏe, bởi vì hít thở đã ra mồ hôi thì đã khỏe rồi, khí huyết lưu thông là đã khỏe rồi, nên là khí huyết lưu thông á, thì anh chị ở đâu mà khí huyết lưu thông á, thì ở đó không gọi, không cần phải gọi tên bệnh, được không? Anh chị tham gia vào thay cân đổi cốt, anh chị đi cách đặt ý nó còn khủng nữa, đặt ý dẫn khí thì còn không khủng, khủng nữa anh chị. Rồi ngày hôm nay anh chị tập à, không phải ngày hôm nay mà trong chương trình này anh chị những ngày sau, những ngày tiếp theo anh chị cứ tập cái bài khí này. Nếu anh chị nào chưa đạt 60 giây thì anh chị hãy làm sao để anh chị hít được 3 lần tối thiểu 60 giây giúp tập. Được chưa? Tập hít buổi sáng, buổi tối, buổi nào thuận lợi thì cứ hít. Được chưa anh chị? À, cảm nhận ha, để cảm nhận gì ạ? Mở cái bể khí của mình ra. Được không cả nhà? Và được nữa anh chị thử, bắt đầu anh chị dùng khí để anh chị nâng những cái vật nó nặng mà trước giờ anh chị nghĩ anh chị bê không nổi, thì bây giờ anh chị thử coi. Bê thùng nước, bê bao gạo hay là bê chồng, bê con, bê vợ đó. Thử cái phần khí vô. Hít khí vô, nén lại bắt đầu vận, gọi là bắt đầu dùng lực thử coi. Rồi có gì cho hay ha. Thử anh chị, lúc anh chị thực hiện động tác anh chị hít vô, anh chị nén khí lại à, sau anh chị thực hiện anh chị bê vật nặng à, xong anh chị xả khí ra, được không? Thử ha, thử rồi có gì cho kết quả ha. Dạ biết ơn cả nhà, có bài học nào đó mà hôm nay mình tâm đắc à, thú vị muốn chia sẻ thì nhớ rồi chúng ta có một giải giải Facebook anh chị à, có giải người truyền cảm hứng trên Facebook, nên anh chị hãy gì ạ? À, chia sẻ bài học tâm đắc hay chia sẻ bài viết hay chia sẻ bài tập lên trên Facebook và gửi cái đường link lên nhóm K07 được không ạ? À? Gửi cái đường link Facebook của mình lên nhóm K07 và tên sẽ theo dõi các anh chị, và thêm phần quà tặng sẽ gửi đến các gì ạ? Các nhà quảng bá trên Facebook, trên YouTube. Đây là cái giải không giới hạn anh chị ha, nên chị có thể nhận thêm được rất là nhiều quà tặng, được không cả nhà? Biết ơn cả nhà, và hẹn nhà mình ngày mai, đó là về nhịp tim à, rất là quan trọng ha, thì anh chị sắp xếp tham gia, và nếu như có những người bạn của mình anh chị hãy hỗ trợ cho họ để tham gia luyện tập của mình, chạy bộ của mình để càng ngày càng khỏe hơn đó cả nhà, cứ gửi link đăng ký cho họ để cùng tham gia, được không ạ? À, 30 chữ phải là Tết, dù họ tham gia tới ngày tuần cuối cùng họ vẫn có thể chạy được 21 km mà, nên cứ chia sẻ với người bạn của mình để có những người đồng ngôn đồng thuận hành cùng nhau khỏe hơn, hạnh phúc hơn. Được mà, nhà biết ơn cả nhà rất là nhiều. Nhà cả nhà có thể bật mic lên để chào nhau, và anh chị nhớ hen thực hiện bài tập và chia sẻ và gửi cái link lên để chúng ta cùng nhau kết nối ha cả nhà. Biết ơn cả nhà. Nhà. À, cái này. Biết ơn thầy Tâm, Biết ơn biết thầy Tâm. ơn cả Biết nhà. ơn thầy Tâm. Ôi, xin chào cả nhà. Chị giúp đỡ được nhiều người lắm đó, đặc biệt như chị Thảo này. À, anh chị phấn đấu hít thở 60 giây nhé. Vâng ạ, Dạ. biết thầy ạ. Biết Chào ơn cả cả nhà.